Hello xin chào tất cả mọi người ạ. Chúng ta đang đến với buổi livestream để test một số vị tướng của fanpage Vô Cực Tam Quốc ạ. Không biết mọi người đã đến xem livestream chưa ạ? Không biết là có ai online chưa ạ? Mọi người chú ý ạ, thì buổi livestream của chúng ta thì sẽ có phát code trực tiếp tại buổi livestream này. Và admin thì sẽ có một vài câu hỏi mini game nhỏ nhỏ thì để tặng phần các mọi người ạ. Vâng, xin chào bạn ạ. Ok vâng, xin chào các bạn. Xin chào Huy Hoàng. Xin chào Gù. Chào bạn Toàn. Vâng, rất xin lỗi là do chúng mình có chuẩn bị kỹ thuật hơi chậm một chút nên là buổi live stream bắt đầu hơi muộn một chút, thì mong là các bạn thông cảm ạ. Các bạn có nghe rõ không nhỉ? Các bạn có nghe rõ không? Các bạn có thể bình luận một chút cho mình là cái âm thanh đã đủ để mọi người có thể nghe cái buổi livestream ngày hôm nay không ạ? Vâng ạ, chào bạn Trung Dũng ạ. Trung Dũng có bình luận là Triệu Vân đi bạn ơi. Ok ạ, thì hôm nay bọn mình sẽ có test một vài tướng của trong hệ thống Vô Cực Tam Quốc. Thì mình sẽ nốt lại nha, mình sẽ nốt Triệu Vân lại. Chào. Các bạn lưu ý là không chúng mình sẽ có một vài thử thách nho nhỏ nhá. Nếu như mà buổi livestream ngày hôm nay sẽ có bây giờ có khoảng trên 20 like thì bọn mình sẽ phát một đợt code đầu tiên ha. Ok không ạ? Các bạn hãy like và share để có thể nhận được nhiều code hơn nhé. Ok. Bên cạnh mình đang là admin Minh Ngọc và bạn ý phụ trách về phần nội dung trên fanpage. Thì hôm nay thì mình với Càng Ngọc sẽ cho các bạn xem một vài cái tính năng đặc biệt của một vài tướng. Ngoài ra thì cũng sẽ chia sẻ thêm về một vài sự kiện rất là đặc sắc, cũng như là giới thiệu những cách mà giúp các bạn có thể lấy được gift code. Ok ạ? Có ok không ạ? Không biết là còn ai online không nhở? Có thể chào bọn mình một tiếng không ạ? Chắc là thời gian online với cả thời gian thực tế livestream nó có chậm hơn một chút ấy. Vậy trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ hỏi Minh Ngọc một vài câu ha. Công việc hàng ngày của Minh Ngọc ở trên fanpage là gì nhỉ? Chăm sóc các bạn game thủ này, trả lời inbox này, rồi là viết các bài bài viết kiểu cộng đồng, ví dụ như là tâm tư tình cảm, rồi là hỏi xem các bạn hôm nay thế nào. Đợt này đang có bão ấy mà. Giống như Vân Nhi đấy ạ. Vâng, Minh Ngọc làm công việc gần giống với Vân Nhi của chúng ta. Không biết là Ngọc đã từng chơi qua thể loại game thẻ tướng Tam Quốc bao giờ chưa nhỉ? Mình chơi khá là nhiều loại game, trong đó có game thẻ tướng. Dòng Tam Quốc thì cũng chơi một ít. Thế bởi vì là bạn cũng có một vài kinh nghiệm để chơi game thẻ tướng Tam Quốc rồi thì bạn có đôi lời nhận xét gì về dòng game này không? Dòng game thẻ tướng ấy thì mình thấy là nó khá là basic và dễ chơi. Chỉ cần thường là đội hình 5 ấy thì chỉ cần đủ các tướng ấy và búp cho các tướng ấy mạnh ấy. Sau đó thì cần sắp xếp đúng vị trí, ví dụ như là công hoặc là thủ ấy. Theo đúng vị trí thì có thể đánh boss. Đúng đội hình đúng không? Đánh boss. Đúng rồi, đi đánh boss tổ đội. Và nếu như Ngọc đã từng chơi qua bất kỳ một tựa game thẻ tướng Tam Quốc nào thì đến với Vô Cực Tam Quốc thì chắc chắn là bạn sẽ bất ngờ bởi những tính năng và những hoạt động rất là riêng và rất là đặc sắc của Vô Cực Tam Quốc. Thì đầu tiên nhá, chúng ta để làm quen một chút nhá, để khởi động một chút nhá. Ngọc có thể chơi qua một chút về tân thủ này. Ok. Chúng ta đang với đội hình tân thủ ạ. Khi mà các bạn đã đăng nhập vào game thì các bạn ngay lập tức sẽ nhận được một vài thần tướng, một vài chiến tướng rất là quen thuộc của Tam Quốc. Ví dụ như là Tào Phi này, Quan Bình và Từ Thứ. Nhắc đến Tào Phi, mình nhớ Tào Phi là con của Tào Tháo ấy. Thật ra là ông ấy có hai người con, một là Tào Phi, một là Tào Thực. Trong đó thì anh Tào Thực thì có hẳn một bộ phim riêng ấy, cực kỳ đẹp trai luôn. Tào Phi thì là được biết đến là một trong những người thành lập ra nhà Hán ấy, là nhà con vua trưởng, đầu tiên. Đúng rồi đó. Trước khi bị Tư Mã Ý, triều đình nhà Tư Mã Ý lập ra nhà Tây Tấn, thì Tào Phi được coi như là vị Hán hiến đế đầu tiên của thường thì trong văn học thì người ta thường nhắc đến Tào Thứ hơn. Tuy nhiên thì Tào Phi thì được coi như là một nhà vừa quân sự chính trị, người văn học thì là tức là thiên thiên về chính chiến thuật. Ok, bây giờ chúng ta sẽ không thể mất thời gian thêm nữa, chúng ta sẽ thử một vài số tính năng nhá. Tính năng của Tào Phi, xem là Tào Phi ở đây có được bá không nào, đi vượt ải nào. Okay. Đây đầu tiên thì đây là chương đầu tiên, khi các bạn đến với Vô Cực Tam Quốc các bạn sẽ vượt qua chương đầu tiên là bình loạn ở Từ Châu ấy. Biết Từ Châu không?
Từ Châu thì không biết, từ Châu không biết. Ok, về Google sau ha. Khi mà vượt qua mũi hải ạ, thì các bạn sẽ nhận được một vài phần thưởng rất là lớn. Ví dụ như là Kim Nguyên Bảo này, mảnh tướng này, và cùng một số các bảo vật để các bạn nâng cấp tướng. Nào, chúng ta sẽ khai chiến. Ok. Vương chiến là gì nhỉ? Vương chiến thì tí nữa mình sẽ giới thiệu sau ạ. Đây á. Không nhá, Ngọc, đây đây, Ngọc phải né ra bên này nhá. Tức là cái tính năng của mình là nó sẽ không phải là đứng ở một vị trí như các game thẻ tướng bình thường đâu, mà là sẽ là tự do di chuyển. Nó có thể là tự do di chuyển khắp nơi, tự do né đòn của đối phương. Lưu ý nhá, lưu ý là mình có thể khóa định vào ấy. Mình định vị nó, mình định vị định xong rồi mình ra đòn. Đấy, hiểu không? Ví dụ như đánh con nào ít máu là đúng không? Đó, thì ngoài là dùng trọng tướng để ra tuyệt kỹ thì Ngọc có thể cho thì tướng ấy chỉ cần nó đủ sử dụng ấy là có thể đánh được rồi nhá. Không cần phải xếp hàng đâu nhá. Không biết là stop các bạn tránh bão hay là như thế nào. Hiện tại bây giờ rất là mình vẫn chưa nhận thấy được lượt bình luận nào cả. Ok, có thể các bạn có thể bình luận một chút được không nhỉ? Nó bị chậm. Bị chậm hơn một chút. Xin chào Hiếu Dương, xin chào Trung Phong. Là chúng ta sẽ phải Ok, rất xin lỗi các bạn ạ, tại vì là do là Ami còn gà kỹ thuật. Ok, xin chào các bạn, mình gặp các bạn đây rồi, thật là vui quá đi. Hi hi, chào Hiếu nhá. Chào Vân Thanh. Chào Hoàng Gà, chào Trung Phong. Chào Hiếu Dương. Hiếu Dương có vẻ rất là thích Sam, tôi thấy từ nãy giờ toàn bình luận về chào Sam thôi. Ấy thì các bạn chơi game Tam Quốc thì với cả rất nhiều đúng không? Thì mình cũng có livestream một vài lần nên các bạn nhớ lại thôi. Ok. Sam ơi, sao Evan Nhi khóa comment của Evan của hội quán Tam Quốc nhỉ? Bạn ạ, thì do là có thể là cái sự kiện đó hiện tại thì là đã hết thời gian rồi, tức là đã qua thời gian để tiếp tục nhận thưởng rồi, thì là Vân Nhi của chúng mình thì khóa cái phần bình luận lại thì để không hiện thêm bình luận nữa. Bên này chứa thực tế test mã siêu. Ok ạ. Vâng ạ, thì ba tướng vừa rồi khi mà mình đưa thì đó là ba tướng để nhận tân thủ luôn ạ. Kia. Không. Nó dễ hơn. Okay, các bạn phải nhìn bên này. Ok các bạn. Vâng ạ, mình đang ghi lại những tên tướng mà các bạn đang yêu cầu ha. Đợi mình một chút. Nhạc game ạ. Ok, để mình thử test nhạc game. Ơi mà em đang ghi nhạc game. Mọi người có nghe rõ nhạc game không nhỉ? Mọi người nghe rõ chưa? Ok. Vâng ạ, bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục nha. Ok, mình sẽ tiếp tục test tướng nha. Bây giờ đầu tiên sẽ là Triệu Vân này. Các bạn yêu cầu Triệu Vân. Có vẻ là rất nhiều bạn thích đứng thục đi. Mình cũng thích Triệu Vân. Triệu Vân là một trong năm ngũ hổ tướng. Đúng rồi Triệu Vân. Chị có biết là Triệu Vân có cái điển tích gì đáng nhớ nhất không? Điển tích cứu Âu Chúa. Đúng rồi. Triệu Vân ở cầu Trường Bản hét một tiếng. Đâu, hay một tiếng là Trương Phi, em nhầm một chút. Vâng ạ, xin chào anh Dũng ạ. Một tướng S 5 sao với một tướng S sao cộng 4 sao thì ai mạnh hơn? Vâng, một câu hỏi rất hay là một tướng S 5 sao và một tướng S 4 sao cộng thì ai mạnh hơn? Về mặt tướng ấy thì mỗi một tướng có một sức mạnh riêng và kèm theo khi mà dù là 5 sao hay 4 sao nhá. Tuy nhiên là khi mà anh trang bị thần binh cho tướng này hay là anh mang theo thần thú như thế nào ấy thì nó cũng sẽ làm tăng cái chiến lược của tướng. Thế ví dụ như là hai thằng cùng chiến lược giống nhau gì nhỉ? Nếu như là hai tướng cùng lực chiến giống như nhau thì cũng như em bảo vậy, nếu mà cùng lực chiến giống như nhau thì lúc đấy cũng xét theo là cái thứ nhất là cái điểm công, điểm thủ và điểm nộ của, nếu mà tướng chuyên công mà đi với tướng chuyên bút chẳng hạn có thể là cùng lực chiến nhá. Nhưng mà có thể tướng chuyên công chắc chắn là sẽ giành ưu thế hơn rất là nhiều rồi. Ok ạ, bây giờ chúng ta sẽ không dông dài thêm nữa, chúng ta sẽ test luôn Triệu Vân ha.
À, để mình xem Triệu Vân đang sai ở đâu nào. Võ tướng bây giờ chọn Triệu Vân thì chị sẽ vào nước nào? Nước Thục. Ở Vô Cùng Tam Quốc thì các bạn có thể chiêu mộ được tướng từ tất cả các nước để xây dựng một đội hình. Tuy nhiên là đây rồi, đã đó. Tìm thấy. Tuy nhiên là cái hệ thống tướng ở trong kho tướng thì sẽ được phân chia ra thành các nước để các bạn tìm các tướng thì dễ hơn. Ok ạ. Tức là bây giờ mình đã có mảnh Triệu Vân rồi, xem nào, mình muốn Triệu Vân là từ từ chút ha. Đâu đâu đây là mảnh chứ mình chưa đủ mảnh. Ừ, mình vẫn chưa đủ mảnh Triệu Vân nhỉ. Đây hơi tiếc một chút là Triệu Vân thì chưa đủ mảnh ạ, thì chúng ta test một chúng ta sẽ test tướng khác trước ha. Đây test Quan Vũ, chúng ta sẽ test Quan Vũ trước đi. À vâng ạ, mọi người có nghe thấy không ạ? Thanh Long xuất động. Đó. Xin chào Ngọc Anh, vâng cảm ơn Ngọc Anh, Ngọc Anh rất là xinh đẹp ạ. Ok ạ. Xin chào Thái Dương. Có người nhận không? Người nhận thì tạm thời là vẫn chưa update ở đây ha. Chúng ta đây là dòng game Tam Quốc nhỉ. Ok ạ. Bây giờ chị Ngọc có thể là nhận cho em Quan Vũ được không ạ? Chị vừa nhận rồi đó. Chị vừa nhận rồi. Ok. Thì bây giờ sẽ xếp ở bố trận đúng không? Bố phụ không xin khuyển tử. Đây rồi. Quan Vũ. Chị Ngọc nhìn nhá. Chị Ngọc có nhìn thấy là cái phần xếp tướng đây không ạ? Đó. Thì ở đây nhá là chị có thể xếp được 4 tướng này, ngoài ra là có thể chọn đội trưởng cho đội hình của mình. Đây ạ. Ở đây nhá, chị có thể chọn đội trưởng nhá. Đội trưởng sẽ là người mà chị ấn, chị chọn đều đầu tiên ở đây này. Thì mình sẽ ưu tiên là chọn tướng nào mà nổi nhất này, mạnh nhất. Thì ở đây mình đang test Quan Vũ đúng không? Chọn Quan Vũ trước này. Sau ngồi chọn mấy tướng thấp lục chiến thôi nhá, để đi cho nhanh. Ok nhá. Thế tại sao lại không chọn tướng? Tại vì khi mà đội hình nó mạnh quá ấy, khi những tướng này đi đội hình mạnh quá thì sẽ nhanh kết thúc trận đấu, thì mọi người sẽ không sẽ về mình cái phần... là đứa rất là thích kiểu nhanh luôn ấy. Nhưng mà thế như thế thì mọi người sẽ không theo dõi được cái chiến thuật cũng như là cái khả năng, cái tính năng di chuyển tự động di chuyển và di chuyển không bị bó buộc bởi và không cần phải đánh xếp lượt như là các game trả tướng bình thường. Đi vào đây rồi. Ok. Thanh Long xuất động. Đây ạ, mọi người nhìn nhá. Ở đây mọi người có thể trang bị thần binh này, thần binh ở 4 cái dấu cộng này. Thì khi mà trang bị cái hệ thống thần binh này thì sẽ giúp lực chiến tăng lên rất là nhiều. Tìm hiểu qua một chút về Quan Vũ ạ. Mọi người chắc là biết về Võ Thánh rồi đúng không ạ? Ở đây chắc hẳn là sẽ có nhiều người rất là hâm mộ Võ Thánh. Thanh Long xuất động vâng ạ. Mình sẽ xem một chút về tạo hình ạ. Đây đằng sau đây là Quan Vũ ạ. Phát ra ánh sáng rất là rực rỡ đúng không ạ? Kiểu nhìn rất là khí chất ấy. Em rất là thích cái phần tạo hình này vì rất là khí chất. Kiểu xóa mũi rất quang. Là men đúng không? Không, em không để ý cái đấy lắm. Cái đấy là phát ra hào quang này rất là... Chị thích thấy là... thanh long đao. Tức là nếu mà các dòng Tam Quốc chị chơi ấy, thì những cái vũ khí ấy, nó khá là không có được đẹp mắt như thế này ấy. Đúng rồi. Và nhìn nó rất là chân thật. Rất là sang nét. Rất là sang nét. Mọi người có để ý thêm một chi tiết nhỏ nhá. Tuy là nhìn thì có vẻ là có hào quang xung quanh thì mọi người nghĩ đây là tướng hệ hỏa, nhưng mà thực ra Quan Vũ là tướng hệ lôi. Thì ở đây sẽ có một vài thông tin cơ bản ạ. Đó. Nhìn vào cái phần thông tin này thì có thể thấy là cái lực công và cũng như là lực công của Quan Vũ rất là mạnh. Vậy chúng ta có thể để cho Quan Vũ làm đội trưởng và đi đầu đội hình cũng được, mà để đi sau chuyên tấn công cũng được. Cái này là để ép đồ không? Cái dấu đỏ kìa. Dạ không ạ, cái này là để trang bị thần thú vào. Đó. Ở đây có con vịt rất là hay mà mọi người rất thích là sử dụng con vịt này. Đây là rất con vịt lông hách. Nhìn đáng yêu thật. Nhìn đáng yêu thật. Vịt bôi rối. Đây nhá. Khi mà đi vào đây nhá, mình có thể theo dõi được là riêng về bản thân thần thú nhá. Để khi mà thần tướng dắt theo thì bản thân thần thú ở đây á, nó sẽ làm tăng chiến lực cho cả đội hình luôn này. Thì có thể thấy nó cũng có chỉ số chiến lực nhất định này. Rồi khả công này, máu này, thủ và thủ kỹ thì đều có. Béo ghê. Cái con này nó, nếu mà mình đến lúc mà mình kiểu tăng trưởng cho nó thì nó có thay đổi ngoại hình không? Nó sẽ không thay đổi ngoại hình đâu ạ, nhưng mà sức mạnh thì có ạ. Mọi người có thể nhìn nhá, là cái loài vịt giác đấu này thì là còn sót lại trong loại thế, nhìn hơi ngố một tí nhưng mà rất là mạnh ạ. Không đừng đánh giá thấp cái sức mạnh của nó.
Ok nhá, mình sẽ test thử luôn hả? Thanh Long xuất động. Em nghĩ là với tướng SS và với những cái chương đầu tiên thì mình không nên búp quá là mạnh, chỉ để nhìn cho cái chiêu kỹ năng nó đẹp ha. Ôi, chị vận hải giúp em nhá. Vâng ạ, chào mọi người. Anh Thái Dương hỏi là ngoài điêu thuyền ra còn tướng nào búp máu nữa không? Dạ có ạ, ngoài điêu thuyền ra thì sẽ còn rất là nhiều tướng búp máu rất là xịn. Và em có biết một tướng búp máu rất là xịn lắm, thần y hẳn hoi. Và tẹo nữa em sẽ giới thiệu mọi người. Điện thoại mình cài không được vậy? Dạ em xin hỏi là anh Clem Trương ạ, là điện thoại của anh là dòng điện thoại gì ạ? Hiện tại thì là Vô Cùng Nam Quốc hiện đã có linh tải và đã được update ở trên fanpage chính thức của Vô Cực Tam Quốc cũng như là trên trang chủ vocuctamquoc.vn. Ngoài ra là mọi người có thể theo dõi trên ending của Vô Cực Tam Quốc là đã có link tải và download được rồi ạ. Chào Hiếu, Hiếu bảo là em thấy em như người vô hình. Dạ vâng, xin lỗi Hiếu ạ. Thì mình vừa hướng dẫn cho chị Ngọc ngồi bên mình một chút về Vô Cực Tam Quốc nên là chưa kịp giao lưu với bạn. Chào Nguyễn Văn. Vâng ạ. Điện thoại chào không thấy. Vâng ạ, xin chào các bạn. Điện thoại thì anh có thể bây giờ có thể đăng nhập vào, anh có thể dùng tài khoản Google của anh nhá, để đăng nhập vào CH Play để với thiết bị dùng Android. Còn với iOS thì sẽ dùng tải trên App Store. Ngoài ra với các thiết bị khác thì Vô Cực Tam Quốc có hỗ trợ và cài bằng bản APK. Thế mọi người yêu cầu test tướng hay mình test tướng tiếp đi? Ok, nhưng mà một chút ạ. Quan Vũ thì em rất là muốn cho mọi người xem kỹ hơn một chút về về cái sức mạnh rất là lớn của Quan Vũ. Thì đúng như là trong truyền thuyết, đúng như là trong Tam Quốc, Quan Vũ là một trong những ngũ hổ tướng có sức mạnh phải nói là đáng sợ. Thì trong Vô Cực Tam Quốc cũng vậy. Nếu như mà chúng ta nhá, đặt Quan Vũ làm đội trưởng thì sức mạnh toàn đội sẽ tăng theo cái chỉ số đội trưởng của Quan Vũ. Chị phải tránh nhá, chị phải né nhá. Nó không như là game bình thường đâu, là mình sẽ phải bó buộc trong vị trí bây giờ, chị phải né được. Nhưng mà hình như không có người thôi, có như thế là mạnh rồi, đây mới chương một mà đánh từ từ thôi, đợi phải đợi đến hội đấy. Anh Thanh Nam có hỏi là khai cho xem các hình tướng có thể test được. Ok ạ. Hiếu không trêu ăn đi nha, ăn thì là để yêu thương, không phải là để trêu chọc như thế nhá. Anh Tiến bảo là có gửi cốt nhé, xem livestream tối mất 30.000 rồi, chắc là anh đã đăng ký ba ngửa lộ cơ. Cảm ơn anh Tiến rất là nhiều và chắc chắn là admin sẽ gửi cốt cho anh ạ. Thêm về cốt thì bây giờ em có thể giới thiệu cho mọi người là uầy, chị nhé, ngay bây giờ là có rất là nhiều cốt ở trên các chuyện ở trên fanpage thì là đã bắt đầu được hệ thống chúng em gửi tự động về cho mọi người rồi. Mọi người có thể đăng nhập vào trang rc.fanpage.vn để tham gia các sự kiện nhận cốt ạ. Ngoài ra còn cách nữa đó là gửi tin nhắn về inbox cho fanpage Vô Cực Tam Quốc để tham gia một vài mini game và nhận cốt ạ. Uầy, ngầu ấy. Em ơi, để đầm tầm, mình chưa thấy ngộ. Tôi nhận chị phải để đủ 4 điểm ấy. Nhưng mà vấn đề là hai tướng của mình nó đang bị ấy rồi, nó đang bị chết mất rồi. Thế là nếu mà không đủ tướng thì không phải cũng vẫn đủ, khi đủ điểm nộ thì vẫn di chuyển được nhá. Nhưng mà chị phải để ý nhá, là phải né đi. Em xin lỗi rồi mà giao lưu với khán giả một chút nha, quên mất không giúp đỡ chị. Thế là to luôn, chết luôn. Chị phải né. Tức là nhá, cái này rất hay nhá, là thành bại tại chủ soái, và người chủ soái đây chính là Quan Vũ này. Chị nhìn thấy không, là Quan Vũ đi đâu nhá, Quan Bình từ từ với cả Nguyễn Phu Nhân sẽ đi theo lên đấy, là né chiêu là được nhá. Nhưng mà nó hồi cũng nhanh, là tại vì mình x3 lên rồi mình né không có kịp vậy. Không, cũng phải x3 chỉ làm tăng cái tốc độ trận đấu thôi. Chị thấy không, Quan Vũ rất là mạnh nhá, về công về thủ rất là mạnh này. Tuy là các tướng khác thì đã đi rồi nhưng mà Quan Vũ vẫn nguyên phong máu, không hề mất một chút nào. Tức là riêng về HP là Quan Vũ cực kỳ nhiều. Ở đây thì thấy là HP hơn công mà. Ừ, đúng rồi, HP hơn công thì đây là tướng một cái khá là khỏe và công có 200 khoảng 200 mà HP là 2000 mấy, 2007. Nhưng mà vấn đề nhá là tuy như thế thôi mà
Quan Vũ có sắp tới lần đấy không đấy à? Mình còn sắp đấu. Em ơi còn rất là lưu thêm nữa. Nhớ nhá. Đấy, thả đi ra cho nó mạnh. Phải né chiêu nhá, chị phải đấy là cái hướng ấy, cái hướng mà con boss nó ra chiêu ấy thì mình sẽ né nó đi. Thì để nó không, để không bị đòn, nó không là sẽ tốn rất là nhiều máu. Thấy không, con cũng cực kỳ mạnh luôn. Nếu mà con xong thì bá, cực kỳ bá. Em thì có thể nói hơi nhiều một chút bởi vì thực sự là con cũng là một trong những tướng mà sau một thời gian test game rất là dài thì em cũng thấy là quan vũ gần như là không thể thiếu. Nếu như mà mình muốn đạt một thứ hạng cực kỳ cao hay là giành chiến thắng trong những trận PVP hay là quốc chiến thì quan vũ nhất định là nên có một vị trí ở trong. Ok ạ. À, có một anh hỏi là có từ thứ ạ. Vâng ạ. À, Ngọc ơi, Ngọc Tech Trương Lưu đi. Anh Dũng bảo là Ngọc Tech Trương Lưu đi. Vâng ạ, thì một chút nữa chúng em sẽ cố gắng là test. Em đang cố gắng để coi cái ảnh đấy đó. Ok, một chút nữa chúng em sẽ cố gắng test hết tất cả các tướng mà người yêu cầu ạ. Né. Sao Sam ơi, có lúc tốn không? Nếu có không hãy nói một lời. Có nhưng mà mình hiểu luôn như Sam rồi là Sam không test lúc tốn cho cả hiểu đâu ha. An Vinh hơi sân si một tí. À, cốt sắt như thế nào vậy? Dạ vâng ạ, bây giờ em mình sẽ nó ra chiều rồi. Ok ạ. Em sẽ liên hệ với An Vinh Vân Nhi của bọn chúng em để phát cốt cho mọi người ha. Mọi người vui lòng chia sẻ và like và cũng như là bình luận thật nhiều để cổ vũ chúng em nha. Game đẹp quá, à, cho xem mấy tướng khác nữa đi. Vâng ạ, ok ạ, thì mình sẽ cố gắng cổ vũ chị Ngọc, mọi người hãy like và chia sẻ cũng như là bình luận cổ vũ chị Ngọc và chị Ngọc chơi qua cái ải này rồi chúng ta sẽ test tướng khác. Có khi tí nữa phải book đồ lên đấy. Không cần đâu gì nhá, tại vì mình sẽ gọi đấy nhá mọi người, hiện giờ con Vũ rất là mạnh, cực kỳ mạnh luôn á. Mặc dù đi đằng sau anh à mình biết rồi, từ đây giờ mình chưa ấn chiêu. Anh ngồi bây giờ mình ấn nội nhá, này đến cái điểm thành tích á là chị phải ấn đây là lôi động cửu thiên. Ấn nhiều vào ông không. Trời ơi chúng đã quá biết rồi, chúng đã quá, trời ơi con lực khác của con Vũ cực khủng luôn ý ạ. Uầy, một cái điểm mạnh nhất của Vô Cực Tam Quốc em cảm thấy là khác với các game khác rất là nhiều, đấy là cái khả năng né đòn của địch cũng như là di chuyển rất là tự do. Em nên chọn một người đó chọn đúng với mình rồi em đang test. À dạ vâng ạ, muốn như thế thì cũng được ạ, nhưng mà tuy nhiên là chúng em rất là muốn là giao lưu với mọi người có thể bình luận và được ra bình luận nếu mọi người mong muốn là sẽ có ở trong Vô Cực Tam Quốc hoặc là mong muốn nhận được tại Vô Cực Tam Quốc. Em sẽ sâu được mọi người xem ai có người hâm mộ mà có thấy không ạ. Đánh luôn đi, né gì dạ, nếu mà không né thì sẽ bị robot nó đánh thẳng vào mặt luôn ấy, mất máu nhiều anh ạ, đau lắm. Không, em chơi game rất cục xúc. Em đánh như vậy khi nào mới chơi ok vậy thì không. Mất chơi này không thì em sẽ làm một hành động rất là mạnh mẽ. Tự tử luôn, mong đi ra test con khác. Nhưng mà mọi người cũng để ý kỹ nhá, chúng ta tạm thời không bàn đến cái chuyện là tại sao con boss nó low chết. Và mọi người hãy nhìn thấy là cái khả năng công của Quan Vũ rất là mạnh. Ngoài ra thì là cái HP của Quan Vũ rất là đó. Kiểu gì em cũng sau này là em kiểu gì em bằng giá nào cũng phải chơi mỗi con Vũ về. Mình sẽ test hết không phải là sẽ... không phải là cái thằng chạy theo con Vũ sau bất tử ạ, mà là con Vũ đang đứng hết sát thương rồi á. Con Vũ đằng trước mà anh ấy nhìn đâu, con Vũ đằng trước đó. Ôi, ấn sai lộn đó vẫn mít trong con mình delay. Vâng ạ, con mình hơi delay một chút. Né hoài sao đánh. Nhưng mà nó đập thẳng mặt em mà em không né chịu. Ngọc đang sợ hãi, Ngọc đang run sợ là bị boss đánh cho tôi rồi. Ngọc có muốn vào bang không? Cánh cũng muốn vào bang không ạ? Mà em sau cái buổi live stream này kết thúc em sẽ bảo Ngọc đi vào hội quán rồi tuyển bang, mọi người có thể làm dũng sĩ hộ hoa, có thể bảo vệ cho Ngọc. Ngọc
sợ hãi khi mà tiêu diệt boss như này. Em cũng một rất là nhiều việc đánh tới Mai và ok, vậy thì em sẽ cũng hành động rất là mạnh mẽ cho anh. Ôi buồn quá, chưa gì chơi đã phải chết rồi. Lại còn chết tự tử nữa chứ. Ok, à vâng ạ. Bây giờ xem anh ơi đừng lo. Đừng lo. Em để cho tự tử. Eo ơi, nhưng mà nhìn ngâu hồi nhỏ, nhìn dấu họa đẹp quá là đẹp luôn á. Mặc dù đánh mãi không chết nhá. Mọi người thấy gì thấy không? Quái mặc dù như thế nhưng mà đánh con cũng đánh mãi không chết luôn. Đi ra đi. Ok. Trở về đi. Đấy, chứng tỏ là Quan Vũ rất là mạnh. Mọi người sau này ra game thì em nghĩ là nên có Quan Vũ. Đây là Nam Hoa Tiên. Trời ơi, người thường làm sao mà có thể đánh với Thượng Tiên được. Tử họa, sao ở đâu tử họa? Ta không phải tử họa cô nương, ta chỉ là khán giả thôi. À, ta xin tìm Lữ Bố, Quan Vũ, Trung Phi, Chú Dù xem nó có mạnh hay không. Trời ơi, thì rất là mạnh rồi. Một mình Quan Vũ đấu với là Thượng Tiên mà mãi không chết, thấy không, đợi mãi không chết luôn, chứng tỏ là công rất lớn mà lại cực kỳ trâu bò, thật là giống như trong truyền thuyết. Ôi cái map này fail rồi do thằng Quan Vũ chủ team lên lỗi. Đã không phải là Quan Vũ chủ team lên lỗi đâu ạ, mà vì là Quan Vũ là chủ soái nên là cái lực chiến, chính là lực chiến tăng rất là mạnh. Thứ hai nữa là cả về công và về thủ đều rất là tốt, nên là nó mới là boss cũng mạnh mà mình cũng mạnh, thế là từ giờ cái đạo bất phân thắng bại ấy, đúng không? Bất phân không phải bất đâu ạ. Đấy, mọi người có nhìn thấy cái thanh ở trên cùng không? Cái này không phải là bất đâu mọi người ạ. Máu còn đang hoa tiên. Nếu mà bất thì là hai cái này đã không chết rồi. Đến chưa, sắp thương lưng cao chưa? Đi mình né vào. Chị phải nghe ai nghe cách để thoát được game ra để tép các con khác cho. Không phải được ra lại nghe. Ok. Không sao cả. Ai đi hơi mất mất tí. Bị bối rối. Có cách nguyên tướng không? Đã có ạ. Nguyên tướng là có cách nhắc. Chính như lần trước em có cách với cả bạn Đình Long ấy. Thì em có nhắc với mọi người nhá. Là khi mà mọi người sở hữu bất kỳ một tướng nào mà có nằm trong bộ riêng thì auto được kích riêng, tức là không cần phải đi cùng một đội hình nhất, chỉ cần sở hữu thôi là có thể cùng. Có mình lúc chơi mình chơi game thoải mái, còn là nó sẽ kích riêng như kiểu quan hệ, mối quan hệ trong một nước này, hoặc là kiểu có mối quan hệ tình duyên như nước bố điều thuyền chẳng hạn đấy. Ừ ok, em thấy cái này có thể giống như thế. Cái đánh mãi không chết nhỉ? Ok được. Anh đã làm một hành động hơi gì một chút, hơi cục xúc, ngắt game. Đấy, mọi người biết là tại vì đây là vẫn ở trong, đây là chỉ là account test của riêng em mà thôi. Ngắt game. Vâng, thế nên là em, nên là nhiều khi là nó hơi lag một chút. Thực ra là cũng không cần phải ngắt game như thế đâu, em chỉ cần ấn nút pause ở bên trên là được rồi. Đó. Nhưng mà không sao. Đấy, lại gặp em rồi. Mọi người nhìn thấy em ở đây không? Mọi người có nhìn thấy đến Sam ở đây không? Mọi người nhớ vào trong hội quán nhá, lập bang hội nhiều vào. Xong rồi em bị kỳ thị nhá, em chả hiểu sao mọi người kỳ thị admin như thế. Admin cái gì cũng biết. Thề luôn ấy. Admin cái gì cũng biết. Xong rồi mọi người hỏi là Sam code đâu? Xong rồi sẽ bảo là mọi người lên gc.fantab.vn nhận code đi. Không phải bảo là mọi người inbox cho fanpage vô cực tam quốc đi, em gửi code cho. Thế nào mọi người không cho em vào bang? Em xin là ôi cho em vào bang với. Mọi người bảo Sam đi ra. Bầu quỷ Sam sao? Sam đến đây ăn nè. Không. Nè, ăn nè. Em chỉ đi vào bang thôi, cho em một slot vào bang đi. Quan chị có muốn vào bang á, tại vì thường là chị hay bị kích bang ấy. Ừ. Khổ lắm. Sao lại khổ thế? Đánh game chơi tại game vì, không à? Tại vì chơi không có được thường xuyên đấy. Các anh mà muốn là phải 8 giờ là phải vào ban chiến ấy. Mà nhiều lúc ấy, 8 giờ mình cũng phải đi chơi đúng không? Đấy, không có đi với gia đình nữa. À có một cái tính năng rất là hay ở đây nhá, là sẽ có đánh boss đúng không? Nhưng mà đấy, đánh boss. Nhưng mà khi nếu như mà
đúng, đánh boss thường đúng giờ đúng không? Nhưng mà khi mà chị bận ấy mà chị không thể đánh boss được thì chị có thể alo anh à, em bị bận rồi, em không đánh boss rồi, anh đánh boss cho em đi. Đấy thì sẽ ôi có... thế thì chắc là phải tìm một anh mang thủ rất là tốt bụng. Sẽ có ngay một anh đẹp trai đánh boss cho chị, nhưng mà vấn đề là nhá, phần thưởng chị vẫn được nhận, mà người ấy thì sẽ dùng account của người ấy vào vào đánh boss cho chị, chứ không phải là lúc nhớ account đâu. Hay không? Hay nhở, hay nhở. Chuyện đấy là đánh boss hộ bạn đó. Tức là nhá, thế này, nếu mà bận ấy, mình bận ấy mà mình không thể nào mà đánh boss đúng giờ được thì là sẽ có thể gọi bạn mình vào đánh hộ, phần thưởng thì là mình vẫn nhận, còn người đánh thì sẽ là bạn mình. Đó. Mà mình cũng không có bị lộ là account của mình. Nào anh Tiền, nghiêm túc, không treo admin nha. San San nên đổi tên thành admin. Admin. Rồi ok, chúng ta sẽ test tiếp team khác hả? Lúc nãy có ai đó? Nước ngô kìa. Nước ngô à, mọi người thích team ngô à? Ở đây có ai thích team ngô không? Cái VIP mấy auto boss thế là thực ra là chị thích mỗi nước có một anh chị rất thích, ví dụ như nước ngô chị rất thích Chu Du. Người ta bảo là sinh trời đã sinh du sao còn sinh lượng. Không phải, không phải là câu là người ta bảo đâu ạ, mà đấy là câu của Chu Du nói. Nhưng mà câu đấy thì người ta thì thường bảo là chỉ có ở trong Tam Quốc Diễn Nghĩa thôi, chứ không phải là chỉ có chứ không phải là thực tế là như thế. Tức là sau khi mà cái trận đấu xích bích xong ấy thì là có hơi gato một tí với Gia Cát Lượng. Thế nên là Chu Du là thốt lên câu là trời đã sinh du sao sinh lượng. Đó. Nhưng mà sao Chu Du cũng sướng mà có hai mỹ nhân bên cạnh. Đâu, Chu Du chỉ có Tiểu Kiều thôi mà. À thôi chết, nhớ nhầm. Đây có em nữa, Chu Du có em nữa. Chu Du có em nữa, em cũng rất thích Chu Du. Chu Du thân yêu, bao giờ ra game em sẽ chiêu một anh về. À có bao giờ xem Chu Du được không? Ok. Thanh Long xuất động. Chu Du nhá, thì chị có thể đi vào cái chỗ chọn Chu Du này. Ngô ấy, tìm Ngô. Đó. Đó, mình có Chu Du rồi này. Đấy em bảo với Chu Du mà, Chu Du có Tiểu Kiều cả em nữa mà. Thế Chu Du mà đỏ như này thì có phải là hỏa không hay là thuộc hệ gì? Chị có thể nhìn nhá, ở đây này. À đúng hỏa này. Hỏa hỏa. Nhưng mà Chu Du này thì mọi người có thể thấy không? Chu Du game nào tạo hình cũng rất là đẹp, rất là ngầu. Đây là có cả hoa đà này. Chị biết hoa đà không? Chị biết hoa đà. Là chúng có tích cạo xương để lấy đúng rồi đấy. Đâu cạo độc, cạo độc. Cạo xương mà, cạo xương ở tay ấy. Nhưng mà ý em là con Vũ bị trúng tên độc ý. Đúng rồi. Xong rồi chữa trứng đau nửa đầu của Tào Tháo. Chưa kịp bằng chưa kịp chữa thì đã xuyên phải xuyên không về Vô Cực Tam Quốc chuyển rồi. Đây là con Vũ mà. Chúng ta sẽ thử xem tạo hình của Chu Du một chút nào. Chị có thể pick Chu Du vào đội hình đi. Thanh Long xuất động. Bỏ ai bây giờ? Bỏ. Thôi đấy, cho mạnh nhất đánh. Hổ phụ công sinh quyển tử. Thì mình có thể chọn ải khác mà mình sẽ không đi ải đó nữa. Bỏ như nào nhỉ chị? Đây nhá. Không phải, chị sẽ phải vào phần bày trận này. Mọi người chú ý nhá, mọi người nhìn thấy cái nút bày trận đúng không ạ? Thì khi mà mình muốn thay đổi hình nha là mình sẽ vào cái chỗ bày trận này. Ok. Ok. Đó. Hiểu. Thì nhá, cái vị trí 1 2 3 4 mọi người có để ý không ạ? 1 2 3 4. À cái này nó hơi bị cái khung nó che một chút, nhưng mà sẽ có cái khung ở bên dưới này. Có im nào. 1 2 3 4, thấy không? Khi mà chị chọn nhá, chị chọn vị trí nhá, thì chọn người đầu tiên sẽ chọn chủ soái. Lúc nãy mình chọn quan Vũ rồi đúng không? Rồi mình chọn chọn tướng ngơi đi. À thôi rồi, đang chiều của búp. Đang chiều của tướng búp. À lấy hoa đà đi. Cũng được, lấy hoa đà đi. Y chắc là bút rồi. Rồi ok. Trời đã sinh cha Chu, sao còn sinh cha nữa. Alo ạ, mọi người có nhìn rõ Chu Du không ạ? Test hay không test, tùng nói một lời. Nào, chắc chắn là test. Lữ Mông nhá, Lữ Mông có, tẹo nữa sẽ cho Hiếu xem Lữ Mông, ok. Test team Lữ Bố, có rất là nhiều người rất trời là hâm mộ Lữ Bố và tốt nhất tốt tướng được hâm mộ nhất là có Hotboy Triệu Vân này, Hotboy Chu Du này, Lữ Bố này. Đó. Rồi, chị đang tăng một tướng đấy à? Tăng nhanh nhở. Tiếp nào. Trời đã sinh cha Chu, sao còn sinh cha lượng. Nhưng mà chị thấy là lạ đúng không? Về tạo hình nhá, cả về tạo hình nhân vật này, cách đánh này, xin... cách chơi thì cũng đều rất là lạ đó. Đây là trang bị của quân thủ đúng không? Ok. Trước khi test mã siêu và Lũ Mông thì em sẽ giới thiệu một chút về Chu Du ha. Chị Ngọc cho em xem giao diện Chu Du một chút ạ. Sao còn sinh cha lượng. Mọi người có nhìn thấy cái vòng tròn lửa ở bên ngoài Chu Du đúng không?
Đó, thì đó là một cái dấu hiệu cho thấy là Chuzu là hệ hỏa. Ngoài ra những cái chiêu, những cái kỹ năng mà Chuzu trang bị cho bản thân mình nó cũng đều liên quan đến hệ hỏa và có sát thương cực kỳ lớn. Vậy có sao? Vâng ạ, anh Văn Thanh thì chắc là rất là yếu nợ hỏi là có test Trần Hưng Đạo không ạ? Rất là tiếc là game mình chưa có bổ sung tướng Trần Hưng Đạo. Rất là mong sau này các bản update tới sẽ có Trần Hưng Đạo theo gợi ý của anh Thanh ha. Nhưng mà lúc đấy chúng ta phải là một quốc gia riêng ở Việt Nam. Vâng, chắc là thế vậy. Quay lại một chút với Chuzu ha. Mọi người nhìn chỉ số một chút nhá. Em mọi người có nhận xét gì khi mà nhìn chỉ số này của Chuzu không ạ? HP thấp hơn Quan Vũ nhưng mà công mạnh hơn này, công 500. Đúng rồi đấy, đúng là cái phần tại vì về phần đây nhá, nhìn thấy không, trận là trận công phép, tức là Chuzu vừa là tấn công, tuy nhiên là cái chỉ số phép miễn sát thương của Chuzu cũng rất là lớn, nhưng mà máu thì lại không bằng Quan Vũ nhá, nhưng mà máu tuy nhiên lại máu không bằng Quan Vũ luôn. Nên là nếu nhá, nếu theo lời khuyên cá nhân của em thôi, thì Chuzu để làm chủ soái hệ hỏa và đi team Ngô thì rất là tốt, nhưng mà nếu có Quan Vũ trang bị Quan Vũ thêm ấy thì Chuzu không nên làm, không nên làm chủ soái. Chị biết tại sao? Tại vì HP không phải, tại vì công rất mạnh nhưng thì nên để đằng sau Quan Vũ HP cao hơn cho đằng trước. Gọi là kiểu đánh tanh với cả đánh AD đúng không? Đó. À không, phải đánh tanh với đánh tướng. À. Ok. Ok, đây đúng rồi ạ. Đúng như là anh Hiếu có nói đây chính là một AP chính hiệu ấy ạ. Chuzu cầm quạt. À vâng ạ, thì bây giờ mùa hè chuyển hè sang thu xong rồi cái thời tiết này nó cũng trái đất nóng lên mà Chuzu cầm quạt tí. Mỗi thời là thổi ra lửa thôi. Chu tước phiến. Ok, đọc kỹ năng của Chuzu đi ạ. Em rất là muốn là mọi người có trời một vài nhận xét gì đó về các tướng của em được. Vì là bình thường thì chỉ là có cái concept là admin giới thiệu tướng xong rồi nhận xét mà rất là ít lần là em được nghe mọi người nhận xét gì về tướng. Mọi người có thể nhìn rõ thông tin cơ bản này, ok này. Về phần nào cho em xem cái phần em mượn một chút được không? Đây, rồi. Chúng ta sẽ nhìn ra luôn vào đây. Trời đã sinh ra du, sao còn sinh ra lượng? Đây mọi người có thể nhìn kỹ năng không ạ? Nhìn rõ không ạ? Chắc là nó sẽ hơi chậm một chút. Quạt thổi lửa, lộn dích, vâng đúng rồi mà. Quạt lộn dích luôn. Quạt này là quạt ra lửa ấy, như là kiểu quạt. Nhớ rồi, quạt lò hồi xưa. Quạt lò hồi xưa. May mà không phải là quạt ba tiêu của bà La Sát, vợ đúng, của đúng. Vợ của ai nhỉ? Vợ của Ngư Ba Vương. Đấy, quạt đấy quạt dập lửa. Thứ nhất nhá là về cái kỹ năng đội trưởng. Như em nói thì đây là một trong những chủ soái hệ hỏa mẫu mực, rất là xứng danh với cả Đại Đô Đốc Đông Ngô đúng không? Công toàn đội khi mà trang bị Chuzu nhá thì công của toàn đội hình sẽ tăng lên 8% với kỹ năng đội trưởng này. Ngoài ra thì là chiêu đầu tiên là chiêu hỏa diễm lưu tinh. Đây mình ạ. Có thể xem thử. Gần trời như là chiêu tất sát ấy. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Thì cái khả năng công và gây sát thương vô cùng khủng khiếp, kiểu giống như là đội hình 320%. Đội hình đang yên đang lành không? Tự nhiên có một quả bom B52 ở Chuzu. À thế thì nó giống như là kiểu đánh diện rộng ấy. Đánh diện rộng. Đúng rồi. Tuy nhiên là nhá, nhìn nhá đã gây đến 320% rồi nhưng mà lại còn cộng thêm cả 15 công. Ngoài ra còn trầm mặc và kéo dài tận 6 giây. Như vậy là sát thương cực kỳ khủng luôn. Và cảm giác là em thật sự có cảm giác là chỉ với 1 giây, một cái chiêu này thôi, chỉ cần ra một lần thôi ấy là Chuzu có thể xâm mặt. Vâng, Chuzu có thể thiêu đốt cả nguyên một đội hình rồi. Đó, rất là mạnh, cực kỳ mạnh luôn. Tiếp theo nhá, là cái chiêu thứ hai của Chuzu, đó là hỏa diễm trường khổng. Vâng, vẫn là hệ hỏa. Đây là chiêu công thường thôi, nhưng mà mục tiêu thì khi rơi vào thiêu đốt ấy thì cũng sẽ bị mất, sẽ bị mất 15% xác suất trầm mặc trong 3 giây tiếp theo, thì bị 40% công. Đấy. Như vậy là khả năng công và sát thương rất khủng, cực kỳ khủng luôn. Kéo xuống nào. Chị đang kéo nhầm rồi đây này, chị phải kéo xuống đây này. Tại vì nó sẽ ở bên dưới ấy. Đó, đây là bình luận cũ hả? Đây bình luận cũ. Đây xem nào. Đã chính thức tìm ra thủ phạm đốt nhà ở Hà Nội vừa qua. Chính là Chuzu này. Ờ không, mình không lên nhận chứ, mình lên nhận gì. Đâu, chính là Chuzu, anh ấy bảo là Chuzu mà. Nhưng không phải đâu ạ, Chuzu thì rất là hiền lành ở bên ngoài. Còn Chuzu ấy chỉ có ấy thôi, Chuzu chỉ có đánh đá ở trong game thôi anh ơi.
Thực ra hồi xưa nếu mà xét theo logic thì là anh Lượng đốt nhà anh Chu Du đúng không? Đốt thuyền anh Chu Du. Không phải nhầm rồi ạ. À. Trời ơi, chính thống cho là chưa đọc nhiều Tam Quốc ạ. À. Cô... Ok, ok nha, bây giờ tiện theo cái logic này thì có hỏi mọi người trợ giúp chị Ngọc một chút. Chị Ngọc đang bảo là ra các lượng đốt thuyền của Chu Du, em hỏi mọi người một chút là có đúng anh, không ạ? Anh đốt anh Ngô là đúng rồi mà. Không phải ạ. Đấy, câu hỏi đặt ra của em như sau này. Mọi người chú ý nhá, chỉ có 3 người đầu tiên thôi nhá là sẽ trả lời đúng thì em sẽ ngay lập tức em sẽ phát thẻ văn cát cho mọi người này. Ai ra các lượng và Chu Du đã dùng trận hỏa tiêu xích bích để hỏa tiêu thuyền của ai? Của ai nhá? Của ai đấy nhá? Nhớ nhá. Ok, bắt đầu. À, trong lúc mà mọi người trả lời, Ngọc, chị Ngọc có thể giúp em là xem tiếp một vài cái tính năng phép của Chu Du không nhỉ? Ô, từ một chút nào. Đây này, có cái liệt hỏa kim thân này cũng rất là hay này. Đấy nhá. Cường hóa khả năng trúng và kháng của bản thân. Đấy, em đã bảo mà đây là một tường AP mẫu mực thật. Tăng 60 điểm trúng và 10 điểm bất xâm, bất khuất. Uầy, em rất thích Quang Vũ vì là máu trâu và công khỏe. Bây giờ biết thêm Chu Du nữa, em sẽ chiêu mộ ngay Chu Du. Nếu như mà kiểu ra game thì chắc là em mà chơi thủ là chắc chắn là sẽ có Chu Du trong đội hình. Mà một cái điểm rất hay là mình có thể vừa chơi thục là Quan Vũ nhá. Mình lại vừa có thể chơi Ngô là Chu Du. Em lại tái diện trận đội hình để Quan Vũ trước, Chu Du cuối. Không, cái này còn tùy theo là mình sắp xếp đội hình như thế nào. Em thì em thích Quan Vũ bởi vì là Quan Vũ công khỏe mà máu tốt, máu cực kỳ tốt luôn. Kiểu không gì đánh bại được ấy, mà em rất thích Quan Vũ cả về trong game bên ngoài, nên là nếu như là em chọn thì em sẽ chọn Quan Vũ hệ lôi. Thế thôi. Thì chị đang có tư duy là chọn hết tướng khỏe và luôn pick luôn trong đội hình. Đây là ok. Bạn Dương bảo là anh Lượng chỉ sách đàn ra cover bài hát của anh Du mà không xin phép bản quyền. Anh Du tức quá chứ. Ngày đấy chắc là vẫn chưa có ấy đâu ạ. Ngày đấy chưa có bản quyền đâu. Thôi cứ hát đi vui mà. Đàn ca sáo nhị cho vui. Ok. Thế mình biết kỹ năng của Gia Cát Lượng là gì? Ô, em cũng không hiểu câu này lắm. Chị nghĩ là anh Lượng sẽ dùng quạt. Tại vì lúc nào anh ấy cũng đi kèm một cái quạt khá giống anh Du nhưng mà là màu xanh ấy. Gia Cát Lượng thì sẽ có quạt. Luôn luôn là như thế. Ok, mọi người rất là thích Tào Tháo. Đúng rồi ạ, câu trả lời là Tào Tháo đấy, chính xác ạ. Em đã nhìn thấy có những bình luận đầu tiên. Tuy nhiên là như em nói đấy ạ, thì ba người. Cái buổi với cả cái buổi livestream ấy thì nó sẽ bị thời gian nó chậm hơn là buổi thời gian thực. Thế nên là em sẽ check lại những cái bình luận xem ai là người những người trả lời đúng nhất ha. Ok. Anh Tiến bảo là Quan Vũ có bộ râu dê thế vậy. Đâu là râu thật mà, râu thật nhìn rất là oai, nhìn ngầu như thế mà. Chị Ngọc có thể test giúp em Chu Du vào trận luôn không ạ? Để cho mọi người thấy là cái tướng công phép này khỏe, thực sự là khỏe và đáng để có như thế nào. Vì là nó thực sự là thiêu đốt toàn đội hình luôn. Em nói thật đấy, tẹo nữa chị có test mà xem. Đang test, mọi người có thể thấy là anh Chu đang trời ơi, chị đi vào cái map của con trâu vật này à? có những cái phụ bản nó map trâu đó trâu rồi. Nó kinh lắm ấy, nó em ơi nhìn em nhở, để Chu Du ấy thấy chưa, thế rồi em bảo là chị để Chu Du ở bên dưới mà chị để Chu Du ở trên thì nó nhưng mà có thể thấy nhá là Quan Vũ rất khỏe, HP cao luôn. Thôi chúng ta dùng biện pháp bạo lực đi. Trời ơi, lần sau chị đừng đi cái map này nhá. Cái map này nó thực ra là đánh thời gian lâu ấy. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ chào Nam Phạm, chào Hiếu Dương. Hồi fail thì ôi em xuống ngủ quá. Đấy là vừa, lâu quá. Nếu mà như thế thì sẽ gọi là nếu như mà em thả thính em sẽ bảo là vâng anh cứ đi ngủ đi xong rồi gặp em trong mơ nhá. Nhưng mà bởi vì em không thả thính nơi em bảo là thôi ở đây xem livestream test game với cả Armin đi ngủ làm gì mất vui.
Vậy chúng ta sẽ chơi phụ bản nào nhỉ? Chị có thể chọn cái có phần đấu trường nhá. Ai giới thiệu mọi người một chút, mọi người có nhìn thấy đấu trường ở đây không ạ? Tiện nhá, tiện giới thiệu luôn. Đấu trường ở đây sẽ có một vài cái hoạt động rất là hay ho, rất là nhiều hoạt động cho mọi người có thể khám phá. Ở đây thì em đang test đến cái level này thì mới tặng có 1, 2, 3, 4, 5 hoạt động. Đầu tiên là nhận danh vọng này, tức là khi mà mọi người khiêu chiến, đây là tính năng PVP đấy ạ, là mọi người khiêu chiến những người khác ở cấp độ đây này, xong rồi đánh nhau này, xong rồi xếp hạng này, ai kiểu được lực chiến cao nhất này thì sẽ được nhiều tiền, nhiều vàng, nhiều thứ này đó. Lên bảng danh vọng đúng không? Đúng rồi, được vinh danh ấy. Vận tiêu, trời ơi, ai một lần chơi game có vận tiêu mà không một lần cướp bóc. Ngày xưa em cũng kiểu chị lần nào cũng đi cướp thì nhưng mà cướp phải có anh em cơ chứ cướp một mình nó lại úp sọt cho người lại. Trời ơi, cướp thì cứ cướp đi, sẵn thì em chơi game phổ báo lắm, em nhìn thấy thế nào đi một mình mà kiểu dễ vật nà đấy là em cướp luôn. Không chị không. Đại kính chào chị Đại Sam. Đi mà nhìn thấy bị cướp có khi là do em ấy đó. Ok, giới thiệu qua mọi người chút thôi. Về chúng ta test ở đây nhá, cũng có một vài hoạt động nữa này về đoạt bảo nhá. Đó là đoạt mấy cái bảo vật ở đây thì là mình sẽ phải đánh nhau để đoạt mấy cái bảo vật này. Ra đi. Đây rồi. Nhưng mà từ nhá, còn đây nhá là cái hoạt động khi mà đánh boss để thu thập mảnh tướng ấy, các mảnh tướng đó. Đây nhá, thử cái này đi đó. Ok, thử. Ô, em quên mất em một tí. Em đã sao cốt cho mọi người luôn. À mẹ. Ngọc có thể giao lưu với mọi người về cảm giác của chị khi mà chị chơi một cái game với một cái đội đánh mới là được là một này. Ngoài ra thì là có thể do ra chiêu ấy thì chị có thấy nó khác với những game thể khác thì hoàn toàn khác nào không? Chị nhớ là phải né nó ra. Đã nhìn thấy. Nhớ là không cần phải đợi luật đâu, không cần phải đợi luật 1, 2, 3, 4 ở trong mấy đâu. Thế là đây là chị nào sáng trước thì chị bấm đúng không? Mình ra cờ đầu hàng luôn. Ôi trời ơi, chị phải nhìn, chị phải để ý cơ. Nha, cái này hơi mạnh chút thì mình sẽ ra lưu mọi người chút, sau đó sẽ test tiếp rồi. Không sao, lại thua. Bây giờ nha, muốn lật lại cái thấy chưa, em bỏ đi một tí thôi là bị chết rồi. Test lữ bố rồi phát cốt. Thôi phát cốt trước. Ha, phát cốt trước ạ. Nhưng mà bây giờ nha, muốn làm mình mạnh hơn thì phải như thế nào? Là phải tăng lực chiến của bản thân lên và tăng, nói chung là tăng sức mạnh của mình đúng không? Đúng rồi. Vậy thì chúng ta sẽ đi về, em sẽ hướng dẫn mọi người là búp sức mạnh tự búp cho mình nhá. Là vào nào, đi vào đây nào, chọn Junju đẹp trai nào. Đó, mọi người nhìn thấy không? Ở đây sẽ có đá này, sẽ có các loại đá giúp cho mọi người tăng bậc tướng này. Đấy, tăng bậc tướng lên thì lực chiến cũng lên này, tăng sao tướng. Ok, tăng. Thấy chưa nhá? Này nhìn nhá. Nhìn này, đó, khi mà mình tăng sao lên nhá thì cái công cũng lên nhá, HP lên, mọi thứ đều lên hết. Có để ý không? Chỉ có chị đó, chị tăng thêm lần nữa. Đừng chị đừng tăng mạnh quá. Tăng mạnh quá tẹo nữa đi không vui đâu, phải đánh từ từ mới vui. Tại vừa lấy chết 2 lần rồi mình chưa thắng được lần nào, mình buồn quá. Tiếp nhá, nào thăng cấp tướng nào. Ở đây nhá, mọi người có thể nhìn là có một vài nguyên liệu thăng cấp tướng giúp cho mọi người tăng level của tướng lên này. Đây, hướng dẫn nhá. Mọi người có thể nhận được cái thuốc để tăng cấp tướng này khi mà mọi người vượt ải. Ngoài ra còn một cách nữa, để tham gia các sự kiện đang được tổ chức trên fanpage thì sẽ có cơ hội nhận được các loại gift code có cái thuốc tăng cấp tướng này. Đó. Tiếp. Tăng cấp một lần thôi, đừng có tăng cấp nhiều. Đấy. Tùy nhá, tùy có nhiều loại nhá, thuốc tăng cấp tướng loại
vừa này, loại trung và loại cao. Đấy, không thấp. Thường là chị sẽ cố gắng được có được cái loại cao nhất, tại vì cao nhất là kinh ngành. Tham gia lên fanpage, lên fanpage. Tham gia hiện tại là tham gia event đi. Có event gì nhỉ? Có event nào dễ không? Có nhá, có hai event có hai event là có sự kiện. Hot nhất bây giờ đó là sự kiện, một là tải game và nhận điểm VIP. Tải game nhận điểm VIP là sao ạ? Tức là khi mọi người tham gia sự kiện này, mọi người tải game và làm theo các bước sẽ nhận được VIP code có chứa số điểm VIP. Tức là khi mọi người nhập code đó vào trong game khi mà ra mắt nhá, thì ngay lập tức là cái điểm VIP của mọi người nó sẽ tăng lên. Và cùng với cái sự kiện in game thì mọi người có thể đạt được hẳn VIP 4 luôn. Mà VIP 4 là có rất là nhiều ưu đãi ha, cực kỳ nhiều. Ôi thích hoa đà này quá, đẹp, đồ đẹp. Giống mọi người bảo là hoa đà này giống anh ạ. Giống tướng Alip. Không, Soraka. Ở trong Liên Minh Huyền Thoại. Nhưng mà em nhìn thấy giống thủy thủ mặt trăng. Kiểu có cái lưỡi liềm xong rồi à. Ta chứng minh chiến đấu với công lý. Ta là đại diện cho công lý. Tiêu diệt kẻ ác. Xem các bạn có bình luận muốn gì không. Chị làm em bị cuốn quá, thế là em còn quên mất cả ngồi phát cốt. Em bảo mà chơi cái mày cuốn cực luôn. Thề kiểu cứ muốn xem tướng xong rồi đi chơi. Mà đấy là em muốn chơi một mình đấy nhá. Đó em mà trường. Chơi với cả bạn bè các kiểu nữa thì em còn phải cuốn nữa. Mấy cái này để tụi anh dạy lại kìa. Anh phải dạy lại em đi, thề luôn. Em chơi game ngốc nghếch cực. Em buồn cười cực nhá. Em thì kiểu lý thuyết thì em biết hết nhá. Xong rồi đến lúc em pick tướng đi nhá, xong rồi em không biết phải tăng như thế nào. Xong rồi kiểu bị gà gà ấy, xấu hổ cực. Hình tướng vượt ải chém tướng là Tào Nhân. Không phải Tào Nhân đâu, Tào Phi đấy. Đâu em xem nào, Tào Phi xem lại một chút. Không, ở cái tầm tiên vượt tầm tiên đoạt bảo đúng không? Hay là cái quá quan chẳng tướng. Quay lại nào. Đây, quay lại đây. Đây, xin mời ăn nhìn xám. Đây, mọi người đã bảo xem. Đây. Mọi người có muốn biết đấy là ai không? Mọi người muốn biết đấy là ai? Ok, để em cho mọi người nhìn xem. Nhìn kiểu tạo hình rất là cool ngầu. Em thích tạo hình nhân vật ở đây cực. Nó không bị hầm hố quá ấy. Nó không bị cho cái kiểu là như nào nhỉ? Nó không thật ấy. Nó kiểu bị già già và nó không toát lên được cái sức mạnh của con tướng đấy nhá. Nhưng mà em rất thích tạo hình nha. Ví dụ nhá, em nhìn ở đây này. Em nhìn biết Chu Du kiểu có vòng lửa xung quanh quanh là chắc chắn là hệ hỏa rồi. Không chạy đâu được này. Nhìn hoa đàm kiểu một thân bạch y, xong rồi lại còn kiểu thủy. Đúng rồi, xanh, đúng rồi, màu xanh nữa. Thế là hệ thủy chắc chắn luôn. Nhìn rất là dễ ra là cái khả năng đánh cũng như là cái chiêu thức như thế nào. Mà nhìn nhá, nhìn Quan Vũ nhá, nhìn rất là cơ bắp cuồn cuộn, xong rồi kiểu rất là kiểu như nào nhỉ? Các anh cơ bắp cực kỳ chú ý mộ dâu của Quan Vũ luôn. Thế nên kiểu máu rất là nhiều, nhìn là biết mà. Trời đã sinh ra Du, sao còn không quá. Đây, vào nước muối. Đó. Đấy, đúng rồi, ai mà bình luận là Tào Nhân đấy nhở? Chính xác, đó là Tào Nhân đấy ạ. Anh ấy giỏi nhở. Tào Nhân là hệ lôi nhá, mọi người nhìn thấy không? Vừa có cả cái khiên nhá, xong rồi á, con dao còn kiểu tia sét. Ở đây, quên mất, đợi một tí đây, cốt lên rồi. Đừng lo, em đến đây. Sam đến rồi đây. Tranh thủ thì chị có thể là cho mọi người xem một chút về so sánh một chút về Quan Vũ với cả Chu Du đi. Quan Vũ và Chu Du. Đấy, mọi người thích Quan Vũ hơn hay là thích Chu Du hơn ạ? À? Em thì em lại thích Chu Du hơn cơ. Mà em cũng thích cả Quan Vũ nữa. Trời ơi, tham lam quá. Thật ra nếu mà so theo cấp độ sao. À, đây là sao do chị nâng, quên. Sao là chị nâng rồi. Ok, như vừa nãy á, thì em có nói với mọi người là có cần phải có thuốc tăng XP thì nó mới tăng cấp đúng không? Em sẽ tặng cho mọi người một gift code có hùng tướng này, có bảo vật nâng cấp này. Ok. Đây là kích duyên, đây rồi mọi người ạ. Đã tìm thấy bản kích duyên. Vẫn đi theo quan hệ thôi. Có ví dụ như Quan Vũ thì có sẽ đi với ngũ hổ tướng này. Cái phần kích duyên này nhá là rất hay ở chỗ là nó sẽ kích duyên theo là tướng đồng đội này, cũng có thể là tướng mà mình đánh nhau cùng, và ngoài ra còn có trang bị cũng như thần thú mình dắt theo. Thì bây giờ thì trang chủ của Vô Cực Tam Quốc gần như là đã update đầy đủ mọi phần hướng dẫn, nên là mọi người có thể lên Google search Vô Cực Tam Quốc trang chủ
xong rồi đi vào đó tìm thấy hướng dẫn. Và nếu có gì không hỏi thì ngay lập tức inbox cho fanpage gặp em sẽ trả lời hết A-Z. Ok. Nào, chúng ta sẽ bắt post nào. Mọi người có thể like và chia sẻ cái buổi livestream này không ạ? Để em có động lực phát post. Trời ơi, anh Toàn bảo đấy là tào lao. Không, đấy là tào nhân, làm gì có tướng tào lao bao giờ. Hạ Hầu Đôn, mọi người rất hâm mộ Hạ Hầu Đôn nhá. Rất nhiều người hâm mộ Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn, có em là Hạ Hầu Uyên nhỉ. Anh nào bị ấy mắt đấy nhỉ? Hạ Hầu Đôn. Mọi người đừng trêu em về Hạ Hầu Đôn nữa. Em đã bảo là hôm đấy là em cố tình em bảo mọi người rồi. Mọi người cứ trêu em xấu hổ. Nhận anh Tào Tháo đi. Không đủ mạnh rồi, xem có anh nào nổi nổi không. Mọi người con chị có thể test cái gì nhỉ? Hoa Đà trước đi, Hoa Đà hay mà. Hoa Đà vừa đấy chị thấy đây này, Hoa Đà nhá, đây nhá, chị đi vào cái chỗ này này đó. Hoa Đà phải nói nhá, mọi người thì đừng nghĩ là Điêu Thuyền là một trong những tướng búp mạnh nhất đúng không? Mọi người nhầm rồi. Có một người búp này còn hơn cả Điêu Thuyền. Biết là ai không? Em nói đến đây mọi người biết là ai rồi đây. Bên này Hoa Đà. Đúng rồi mà. Bên này chữa thực dễ. Em với chị này, ôi mẹ ơi, lên bên này chữa thực dễ. Đây nhá, cốt đây. 1 2 3 cốt phi vào. Lên. Cô đã bắt đầu phát rồi mọi người ơi, mọi người hãy vào trong phần bình luận để cốt rồi. Em phát rồi mà. Em phát cốt rồi đây. Mọi người nhận được chưa? Em pin nó lên nhá. Mọi người hãy nhanh chóng là tại vì là rất là ngại khi mà phát cốt khi mà chưa ra game ấy, tại vì là bên này sợ rằng là sẽ có người không nhận được hoặc là khi mà nhập thì sẽ bị trùng cốt ấy. Tuy nhiên là em cũng sẽ vẫn để ở đây ha. Bên này chứa thực mọi người nhớ lưu cái code này vào nhá, tại vì game sẽ ra vào ngày 20 và ra vào lúc 10 giờ. Đúng rồi đấy. Game sẽ ra mắt vào lúc 10 giờ sáng ngày 20 tháng 9 nha mọi người. Nên là mọi người hãy nhanh tay để lưu lại code một này. Xong rồi mọi người hôm đấy thì xem là ai may mắn nhận code được thì hãy nhớ khoe em nhá. Mình có lên mạo danh Sam để có thể để được các anh cho vào bang cho nhanh không nhỉ? Sam đã hủi lắm. Em đã hủi lắm, đừng nói đến chuyện vào bang nữa. Ôi mọi người cũng biết đâu nhá. Bây giờ nhá, ở trong hội quán ý có cái sự kiện là lập bang nhá. Mà lập bang thì sẽ được code rất là to, rất là xịn ý. Xong rồi em cũng đi vào, em bảo là cho em vào bang với. Bên này em chứa thực dịch xin xỏ mãi, em quỳ dạp mãi, cuối cùng chả ai cho vào bang. Có cốt chung nhá, để em sẽ gửi cốt chung cho mọi người. Mọi người có nhớ landing của chúng ta có 4 cốt không ạ? Tức là sau khi mọi người bên click đủ ấy, thì chúng ta đã nhận được 4 cốt đó rồi. Và khi mà nhận được 4 cốt đó nhá, thì mọi người có thể ngay lập tức đi vào inbox, đi vào phần tin nhắn. Mọi người hãy nhắn tin cho em đi ở fanpage ấy, là sẽ nhận được 4 cốt đó đấy ạ. Đây, em đã viết hướng dẫn cho mọi người. Inbox trực tiếp. Xem mọi người có muốn hỏi gì nữa không nào. Trời ơi, mình rất là thích đọc bình luận của mọi người ấy. Cốt tay nhanh hơn não. Không phải nói tay nhanh hơn não nhá. Tay nhanh hơn não thì phải nói là đến chơi game khi mà vào mình vào con bát ấy và mình phải né chiêu ấy, thỉnh thoảng em tay nhanh hơn não, kiểu nó như nào nhở, nó là phản xạ ấy, nhìn đi bóc ra chiều cái em lại né ngay rồi. Sang chỗ nhập cốt đâu nhỉ? Sang có thể chỉ luôn không? Đợi em một chút nào. Để em hướng dẫn mọi người nhận cốt nha. Nhận cốt nha. Ok. Cốt chung có 3 cái á. Đây, đã không... tìm thấy chỗ nhập cốt. Cốt chung có nhiều hơn 3 cái đó ạ. Mọi người có nhớ trang landing của Vô Cực Tam Quốc không ạ? Đó, thì tại trang landing có phải là chúng ta đã cùng với nhau qua cái thử thách là đếm cái số lượt click vào cái nhận cốt ấy ạ?
thì hiện tại thì đã đủ và đã có đủ 4 code ở trong phần tin nhắn của fanpage Vô Cực Tam Quốc. Nên là mọi người hãy mau mau là nhắn tin đến fanpage Vô Cực Tam Quốc để nhận thêm con code này ha. Đây. Nào chúng ta sẽ quay trở lại chương trình. Em đã quay trở lại rồi đây. Vào đây thì bây giờ chị thấy trong một sự kiện. Ok nhá, mọi người sẽ vào phần sự kiện này. Chọn ấn vào mã kích hoạt. Đúng rồi, cho nhìn thấy code đó. Ngoài ra thì cái hướng dẫn nhập code này cũng đã được cập nhật ở trên trang chủ. Đây, em sẽ dẫn link từ trang chủ đến cho mọi người nhá. Em vừa đá qua thì có một bình luận là sao không mở bản test đi? Thì chúng ta sẽ được trải nghiệm trực tiếp vào ngày 20 tháng 9 này nhá. Mọi người nhớ đau game ạ. Khi mà đau game thì đừng quên cái sự kiện là đau game về nhận để nhận điểm VIP đang diễn ra ở trên fanpage Vô Cực Tam Quốc ạ. Chị Ngọc có thể giao lưu với khán giả trong thời khoảng thời gian mà em đang tìm tất cả các loại link có thể giúp mọi người hướng dẫn mọi người chơi game dễ dàng hơn. Mọi người có yêu cầu gì không thì mình sẽ phục vụ ngay không trong lúc mà Sam phát code cho mọi người nhé. Không biết mọi người có yêu cầu gì không nhỉ? Mọi người có muốn xem sức mạnh tướng hay là xem kỹ năng của tướng không ạ? Mọi người có tiếp muốn chơi phụ bản tiếp không? Xem nào, mail cho Tết rồi 20 phần sau. Dạ thôi ạ, đợi đến ngày 20 ngày hoàng đạo. Ô, ngày 20 là ngày hoàng đạo đấy nhá. Tại vì là game Tam Quốc nhưng mà có sử dụng tuyệt kỹ võ lâm, xong rồi lại có 4 hệ tướng là phong, lôi, thủy, hỏa. Đấy là em đã phải xem ngày rất là kỹ để tham mưu cho ban quản trị là ra game đúng ngày hoàng đạo. Cái phong lôi thủy hỏa thì mình thấy rồi, thế còn cái tuyệt kỹ võ lâm thì như nào nhỉ? Thì đó, phong lôi thủy hỏa là theo như là võ lâm Trung Hoa nhá, thì phong lôi thủy hỏa là 4 cái hệ 4 hệ tứ hình xung ấy. Chị biết không? Biết tứ hình xung không? Biết, chị biết. Đấy. Nhưng mà nó theo cái văn phong Trung Hoa thì nó sang chân hướng võ lâm một chút. Ngoài ra là khi mà mình nhìn thấy các tướng của mình ấy có dùng chiêu ấy, giống như kiểu là thật ra nhá, em nhìn Quan Vũ nhá, em rất giống nhìn thấy giống như kiểu ra như có tính đưa hào long thập bát trưởng ấy. Tiếng hào long thập bát trưởng mình đã côn ngầu hôm nọ long thì che là lữ bố nhìn không ngầu, nhưng mà lữ bố nhìn rất là rất là ngầu hơn, bố kỹ hơn. Mà nhìn mặt nhá, nhìn mặt rất là dữ nhá. Bình thường thì mọi người bảo là lữ bố đẹp trai lắm, nhưng mà nhìn mặt lữ bố dữ thế kia thì chắc chắn sẽ là một tướng công khá là xịn. Đâu nhìn sợ ấy. Nhìn chỉ số rõ hơn thì sẽ phải cho vào phần này nhá, chị sẽ đi vào như thế này. Muốn xem chỉ số nhá, mọi người lưu ý là sẽ vào phần võ tướng này, xong rồi tích một tướng này, nhìn thấy chưa? Xong đây, nhìn thấy cái chỗ chi tiết không? À, kỹ năng này, thấy chưa? Chi tiết tiếp theo ở đây này. Đó, để quay lại xem lượt bố đi. A bố. Trời đã sinh ra vua, sao còn sinh ra lượng? Ơ nhưng mà nhìn hoa đà đẹp nhở? Ơ hoa đà chuyển giới trông đẹp thế, giống Dương Giang Idol thế. Rồi. Xem kỹ năng. Từ một chút nào, dừng hình một chút nào. Mọi người thấy nhá, là Lữ Bố cũng là một tướng hệ lôi. Đó, và đây là tướng quay cái kiên khiên sang này. Đấy, đây là tướng công vật lý. Khi mà nhắc đến tướng công vật lý thì mọi người sẽ nghĩ là có sát thương khủng không ạ? Xem mọi người bình luận như thế nào. À, Lữ Bố mà có SS thôi à. Thực ra nhá, là mặc dù nhá, cái tư chất có thể là SS, nhưng mà khi mà mình tăng cái sức mạnh lên thì sức mạnh lên cao rất là nhiều. Ngoài ra nhá, thì Lữ Bố còn có thể kết hợp với thần tinh này và thần thú này. Đó, để gia tăng cái sức mạnh đến mức thượng đỉnh nhất ấy. Mọi người có nhìn thấy cái phần nào đấy không ạ? Cái phần duyên không ạ? Đây, về phần duyên phận nhá, thì Lữ Bố có thể đi team với cả Đống Trác, Lưu Tuyền, Trương Liêu, Tiêm Ngụy ạ, Cao Thuận. Đó, về phần kỹ năng thì Lữ Bố là một trọng quầy. Kỹ năng như nhỉ? Thiên Hạ Vô Song. Nghe tên là thấy bách. Có một bài hát Thiên Hạ Vô Song của Trương Lương Dĩnh ấy, cũng rất là hay. Thì đây là một trong những kỹ năng nổi bật của Lữ Bố, là có thể gây sát thương đến 400%. K
cao hơn cực kỳ cao, cao hơn rất nhiều. Nhưng mà bù lại nhá thì Quan Vũ có HP rất là lớn. Đó, ngoài ra thì khi mà đã tăng lên 400% rồi thì cộng thêm 15 công đơn vị xung quanh và gây choáng đến 2 giây thì là cái mức độ gây sát thương và cái tốc độ đánh cũng rất là nhanh đúng không? Đếm theo là hệ lôi mà. Công có xác suất 15% triệu hồi một đạo lôi điện. Uầy. Xong. Triệu hồi cả set. Vấn đề nữa nhá, đọc tiếp dòng thứ hai này, gây sát thương lên đến 240% và cộng thêm 10 công với mục tiêu phía trước. Chứng tỏ là nhìn qua về mặt chỉ số là đã thấy không cần nhìn bên dưới quá là nhiều thì có thể thấy là cái mức độ sát thương mà Lữ Bố có thể gây ra cho toàn bộ team địch là vô cùng lớn. Đó, không hổ danh là chiến thần thật. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang Điển Vi. Ok, sẽ xem một vài chỉ số với Điển Vi. Chị vừa thấy là có anh rất là thích Điển Vi luôn. Mọi người, em muốn hỏi mọi người một chút nhá. Mọi người nghĩ gì về một tướng AP là công phép và một tướng công vật lý như là Lữ Bố ạ? Mọi người có thể cho em một vài cái nhận xét về mang tính chuyên môn về game sâu hơn đúng không ạ? Thì nói gì thì nói, em là con gái mà em cũng đọc chỉ số rồi đưa ra bình luận thôi. Nhưng mà làm sao mà em có thể bằng mọi người được, mọi người cao minh. Bốt đẹp hơn tướng. Tùy ý, phương thiên họa kích của ta. À, đang nói về cái biết phương thiên họa kích là gì không? Là cái cầm bây giờ, cái bồ cầm á. Chị tưởng nó là cái gì gọi là cái gì kích gì mà ba liên quan đến số 3. Ok, đấy thì mình sẽ tìm sau nhá. Mình sẽ giao lưu một chút nào. À, Lữ Bố này mà có hết thôi này. Quan Vũ mặc áo nào? Không, Quan Vũ thì thấy mới ngầu chứ đúng không? Mọi người có nhìn thấy không? Quan Vũ Điển Vi cũng không mặc áo đây này. Nhưng mà thường là những tướng như thế thì sẽ có một cái, một cái, nếu như mà không nói máu khỏe nhá, thì một cái lực chịu đòn cực chịu kỳ đòn mạnh luôn. Như nãy nhá, là cái con boss đấy ấy, là một mình nó đánh một mình Quan Vũ mãi chả chết gì cả. Em xin lỗi mà chị Lê Thị Hiếu ạ. Chị hơi ức chế một chút vì là nãy giờ biết bao nhiêu lâu thì là em đang không theo kịp ấy. Tại vì là thứ nhất là chơi game rất là cuốn, thứ hai là cái thời gian trực tiếp và thời gian xem livestream ấy nó hơi trễ một chút. Ok. Ôi một cờ Điển Vi SSS, mọi người có biết là Điển Vi có một cái sự tích gì rất là đặc sắc không? Đấy là Điển Vi chặn cho Tào Tháo rút lui ạ. Thế nên là chỉ cần nghe như thế thôi là sẽ biết là Điển Vi là một trong những tướng tanh cực kỳ khỏe của Vô Cục Tam Quốc. Và trong đội hình nên có Điển Vi trong đội hình. Ngoài Điển Vi ra thì cũng còn có một tướng tanh siêu xịn như thế nữa. Chị có biết là ai không? Thật ra chị vừa lấy test Quan Vũ thì thấy chỉ số Quan Vũ hơn ấy. Công của Quan Vũ là hay. Nhưng mà mình làm sao có thể so sánh được như thế khi một tướng là tướng thủ vật còn một tướng là tướng công vật lý thì là nó so sánh sẽ hơi bị khập khiễng. À, xin chào bạn Dương 365. Thế thì Sam có thể bật mí một chút đấy là tướng đấy có điển tích gì không? Thì sẽ dễ hình dung hơn. Em nói luôn tên nhá. Đây là Hứa Chử. Điển Vi và Hứa Chử luôn luôn là hai tướng tanh cực khỏe trong tất cả loại game. Em nói đúng không ạ? Chỉ nhớ là hai lúc nào xếp đội hình sẽ xếp hai người đối với nhau. À, tùy kích viên đúng không? Ừ, cái này là tùy đấy ạ. Cái này tùy, không phải là ai cũng sẽ xếp Điển Vi với cả Hứa Chử đi cùng một team. Nhưng cái này là còn theo mỗi một người ta muốn như thế nào. Đó. Đúng rồi ạ, Điển Vi siêu đẹp và siêu ngầu. Cả Điển Vi và Quan Vũ thì em nhìn qua tạo hình thôi là đã biết là cái lực chịu đòn cũng như là khả năng công hay thủ là đều rất bá rồi. Đây là Tào Tháo mọi người nhá. Vâng ạ. Hình như hôm nay chúng ta có duyên với lửa với lôi, hệ hỏa và hệ lôi. Ok ạ, chúng ta sẽ xem một chút qua về Hứa Chử nhá. Em thì thích Hứa Chử hơn một chút bởi vì là Hứa Chử có mặc áo. Hay không? Đâu, sai rồi, Hứa Chử không mặc áo kìa. Ít nhất là cũng không can lộ như cả Điển Vi. Và đây cũng là một tướng thủ vật lý ạ. À, chúng ta sẽ đi cùng... Đây, cho anh ấy lộ nguyên lưng luôn. Nguyên lưng luôn. Thôi mà... À, anh ấy bịt tóc giống Zozo.
Yoro đúng rồi. Ngọc vừa phát hiện ra là anh này với tóc rất là giống Yoro. Ok nhá, chúng ta sẽ xem một vài cái chỉ số cơ bản của Hứa Chữ. Xong rồi mọi người cho em nhận xét một chút về tướng thủ vật này có được không ạ? Điển Vi đẹp và ngầu, đúng rồi, ai nói Điển Vi đẹp và ngầu mà. So sánh Chu Du với Gia Cát Lượng xem. Trời ơi, em làm sao có thể so sánh được cả Chu Du và Gia Cát Lượng ạ? À? Tại vì mỗi một người, kể cả trong sử sách lẫn là trong game, thì mỗi một người thì sẽ có một cái khả năng riêng, có một cái điểm mạnh riêng. So sánh thì mọi thứ nó đều rất là khập khiễng, là em không đưa ra so sánh gì cả. Có anh Lợi thì nói là không vào được game. Anh ơi, bây giờ thì tạm thời là chúng ta chưa vào được game đâu ạ. Anh đau game và hãy chờ đến ngày 20 tháng 9. Đúng rồi ạ, lúc mấy giờ nhở? Lúc 10 giờ. Chính xác, Chin Su. Đó, thì trong thời gian chờ đợi thì anh có thể lên trang gc.fantap.vn để tham gia các sự kiện và nhận code để sẵn sàng khí thế nhá. Sẵn sàng khí thế cho ngày ra mắt ạ. Ngoài ra còn một cách nhận code nữa rất là dễ, mọi người không phải đi đâu cả. Chỉ cần nhắn tin cho em qua fanpage Vô Cực Tam Quốc thôi là mọi người đã có cái cơ hội là tham gia vào bài mini game ở đó và nhận code ạ. Anh Trương Phi ngầu ba thế luôn này. Ừ. Mà nhìn giống ông trong Tỷ Thiên Đồ Long Ký. Ông nào? Ông bố. Bố đuôi của... Vâng ạ, anh gọi gì em ạ? Em đây ạ. Anh nước mắt thằng nghề hỏi Sam ơi. Vâng, em đây. Hình như là Hứa Chữ có chỉ số cao hơn Điểm Vi. Ok ạ. Có một anh Dương hỏi là hãy chiêu mộ X10 lần đi. Dạ không ạ, trong cái khuôn khổ của buổi livestream hôm nay thì chúng ta sẽ test tướng mà tướng có sẵn ạ. Còn cái phần chiêu mộ thì có lẽ là để cho phần livestream sau. Đó. 232, 28, 20. Giờ chúng ta sẽ so sánh với anh Điển Vi nhá. Không... công nó ngang nhau ấy, tức là ví dụ như anh này công cao hơn thì anh HP sẽ thấp hơn anh kia mà HP cao hơn thì anh này sẽ thấp hơn. Chúng ta mà so sánh cả một tướng SSS và một 3S ấy, với cả một tướng 2S thì nó đã bị tranh nhau rất là nhiều rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ tạm thời bỏ cái lớp tướng ấy đi, chúng ta sẽ xét về mặt sàn nhá. Mặt sàn hai tướng SS với nhau trước nhá. Ok. Đây, về mặt sàn nhá. Ok. Đây là một trong... Ghẻ đầu cản được ta. Đây. Nào. Ghẻ đầu cản được ta. Vào phần kỹ năng ha. Thứ nhất, nếu như mà nói đây là một tướng thủ mạnh thì sẽ nhìn thấy kỹ năng đội trưởng ạ. Sát thương toàn đội sẽ giảm đi 8%. Ok, tiếp theo là đến chiêu thương thứ hai là đánh nhanh và mạnh 3 chùy đơn vào địch. Mỗi lần gây sát thương lên đến 150% cộng 10. Cuối cùng thì anh kích mãnh liệt địch phạm vi phía trước tạo 2 lần sát thương đơn thế và hất tung địch. Chứng tỏ đây cũng là một tướng tanh có một cái mức sát thương rất là lớn. Và lúc ấy mình có tướng AP là Chu Du đúng không? Đúng. Cũng SS cũng là một tướng gây sát thương cực cao mà máu thì hơi thấp một chút thấp. Nên build build đội với cả Hứa Chữ là rất là đẹp cực. Tiếp nào, tiếp đến cái tính năng tiếp theo là phát ra tiếng ngầm gây sát thương 130% cộng 10 đối với địch trong phạm vi gần bản thân và tăng cho bản thân thêm 1.000 điểm đỡ và giảm tỷ lệ sát thương 15% và kéo dài tận 8 giây. Như vậy thì đây là một tướng tanh siêu xịn và đặt ở tiền quân là vô cùng chính xác rồi ạ. Đúng rồi, SF ở đây cũng là Quan Vũ chỉ cần dài 6 giây thôi. Đấy, 8 giây. Xem nào. Một con búp và một con đêm và một con nam phép. Đúng rồi, anh Nam có nói đúng đấy ạ. Thế anh có nhận xét gì về tướng thủ vật hệ phong này không ạ? Ngoài ra nhá, mọi người để ý nhá. Đây Hứa Chủ nhá, Hứa Chủ là tướng thủ vật và đây là tướng hệ phong ạ. Thì cái chiêu hợp kích cuối cùng ấy nó sẽ đi theo chủ soái. Nếu như mà các bạn mà chọn Điển Vi ở hệ hỏa ấy thì cái hợp kích cuối cùng sẽ đi theo hỏa là Thiên Hỏa Lưu Nguyên. Còn khi mà đi theo Hứa Chủ hệ phong thì của nó sẽ là bạo kích cuồng phong ha. Có tướng đi rừng không? Tướng đi rừng. Có mét nha, có mét giống rừng cực. Thề, có mét giống rừng cực. Cái phụ bản PV của Vô Cực Tam Quốc còn rất là đa dạng. Mọi người có thể được trải nghiệm qua rất là nhiều loại phụ bản ý. Nên là yên tâm. Có cả phụ bản về sa mạc nhá. Có phụ bản xanh, vạt cỏ xanh mượt xong rồi đi qua cầu cơ. Đẹp lắm.
Ok, chúng ta sẽ đi vào test đội hình một chút ha. Chị Ngọc có thể giúp em xây dựng một đội hình của... Đây là ok, đội hình này cũng được. Chị thay Tào Phi bằng... Trời đã sinh ra Hứa Chử giúp em nào. Trời đã sinh... Tào Phi... Ừ, mình sẽ gỡ Tào Phi ra nhá. Đó, xong mình sẽ cho Hứa Chử vào. Đó. Hình như Hứa Chử mình chưa có thử đâu. Trời đã sinh ra... Đẹp đã. Chị nhớ để Chu Du xuống dưới hộ em cái. Chị cho con Vũ lên trước. Thử chưa một rồi. Nhưng mà phải nói nhá, phải nói là Chu Du sát thương rất là lớn, cực kỳ lớn luôn và hiệu quả cái khả năng đánh ấy nó lan rộng mà nhanh. Em thích đánh nhanh, đánh lâu mệt lắm. Dạ vâng ạ, con này chưa nhập được đâu ạ. Ok ạ. Thanh Long xuất động. Không sao đâu, nước mắt thằng Hề ơi, không sao đâu. Bọn mình vẫn còn có sự kiện nhận tăng cac này, tăng cac mình vẫn còn nhá, chưa phát đi khiêu chiến nhá. Từ từ đợi một chút nào. Bút mạnh nhất cứ ngắm điêu thuyền Lưu Bị và Tào Tháo. Dạ không nhá, tiếng bút nếu mà ở giai đoạn đầu nhá, giai đoạn đầu như này nhá, tiếng bút mà siêu mạnh mà phải nói là kể cả về sau ấy, phải lết ấy, vẫn là một trong những cái người trợ thủ đắc lực mà bút cực kỳ đắc lực, phải nói là Hoa Đà. Đấy là một lý do tại sao giới thiệu Hoa Đà mọi người. Em rất là thích Hoa Đà vì khả năng bút rất là tốt và cũng có thể là tấn công rất ok. Nói chung thì dù sao nghĩ đến việc cứu trợ thì thần y vẫn phải hơn người thường. Thần y hơn người thường mà, thần y phải hơn người thường rất là nhiều. Ok, chúng ta sẽ thử một tí khiêu chiến đi. Khiêu chiến hàng ngày nhá. Đây, khi mà mọi người khiêu chiến hàng ngày nhá, ở cái hoạt động này thì mọi người có thể là đi vào đây này, khiêu chiến này và sẽ nhận được một vài cái vật phẩm, cũng như là có thể là KNB. Nhưng mà lưu ý là cái thời gian cho cái phụ bản này nó có hạn. Nào chị bắt đầu khiêu chiến đi. Ở đây nhá, nhưng mà cái phụ bản này thì là có thể nhận được cái bảo vật để nâng cấp tướng này. Đó. Đây là phụ bản khi khiêu chiến vàng này, thì tức là khi mà mình khiêu chiến xong thì được vàng này, nhận được bảo vật nâng cấp này. Chị nhớ nhá, nhìn cái đường con quái đi ra mà né ra. Trời ơi, tránh xa nó ra. Ấy. Không, nhìn thấy không, nhìn. Có nhìn thấy không ạ? Mọi người có nhìn thấy không ạ? Đó, Hoa Đà búp rồi. Em ấy lên đi. Lên đi gái. Đó, chị đang dùng một trong số những người để nói là siêu xịn đấy. Vừa quan vũ nhá, vừa có tách là mới chữ Hoa Đà từ lúc cuối nhân. À, mọi người có thể cho em một chút gì đó về gợi ý về mặt xây dựng đội hình không ạ? Đấy ạ, à, em đang dùng nhá, em đang nói qua một chút nhá, em đang dùng một tướng cho phép là tướng Chu Du này. Ấn đúng nào, ấn đúng nào, trời ơi, cái này phải ấn đúng nào, miss, ui, nhục nhã quá. Đấy, sát thương, lôi động cửu thiên. Qua rồi. Đấy ạ, à, mọi người nhìn thấy không, Hoa Đà đang búp cho tướng của mình này, đó. Em đang dùng tướng búp là Hoa Đà này. Tiếp theo là dùng một tướng công vật lý nhá, là Quan Vũ, thêm một tướng manh là Hứa Chử và công phép là Chu Du. Thì mọi người cho em biết là em đang đi theo cái hướng như thế thì có ok không ạ? Lại thua rồi. Yên tâm không sao, mình vẫn nhận được cái không, cái này không thua. Tức là mình khiêu chiến đấy để nhận được những cái vật phẩm như thế này này. Đó, chị vừa nhận được rất là nhiều vật phẩm để nâng cấp rồi, yên tâm. Từ từ nha, mình giao lưu với mọi người một chút. Em vừa hỏi mọi người là người ta có thái rồi, kêu về đen quái. Đây là boss đây. Có, game này có auto mà. Game này có thể để auto được nhá. Nhưng mà em thì đang muốn là đánh để cho phô diễn cái kỹ năng bản thân. Đó. Thì mọi người biết là nhá, cái game của mình ấy có một cái rất là không nhàm chán. Đấy là mình có thể tự do đánh không cần xếp lượt. Khi mà mình đã đánh không cần xếp lượt rồi thì là mình có thể chọn để tự do tung skill, tung kỹ năng của tướng ra. Nếu như vậy mà mình bên em mình cứ để đánh tự động ấy thì tướng nó cũng sẽ tự động đánh thôi, nó cũng sẽ không trời đã sinh ra né, không đấy, nó sẽ không thể hiện được cái đấy thì rất là khó để thể hiện cái cách đánh của bản thân mình. Trời đã sinh ra. Như là những buổi livestream lần trước ấy thì em có giới thiệu với mọi người là tuy là như những cái tựa game trẻ tướng khác ấy thì là mọi người rất là khó để phô diễn cái kỹ năng, ví dụ khả năng dùng tay, cái thao tác tay của mình ấy. Nhưng mà mấy game này thì khác nhá. Mọi người có thể
cho thấy được cái khả năng điêu luyện này, sự khéo léo của mình này, cũng như là tính chiến thuật với những cái chiêu như là né, hay là những cái chiến thuật như là chiến thuật thả diều đó. Đấy, đấy là một trong những cái mà em đánh giá rất cao ở khi mà em nhận làm game này, vì là nó có thể giúp em biết rõ người em chơi như nào, khả năng của em đi đâu. Có nghĩa là muốn nó đứng trên muôn vạn người thì cũng phải đòi hỏi là vừa có chiến thuật và phải vừa có kỹ năng chơi game. Không. Em bảo rồi má, chị phải đi nhanh hơn, chị phải dùng tay khéo léo hơn chút. Đang để trên đùi cho nó hơi khó. Anh Nam phải bảo là các bạn cứ tạo nhân quan vũ Thảo Tháo đi, ông tu qua hết. Nhưng mà nếu mà như thế thì cũng chán cả. Chúng ta cứ có một sắc quan cũng chán. Chỉ cần có một cung vũ như to đá ấy, có an toàn hơn. Ok ạ, tẹo nữa em sẽ cho anh Nhật Hoàng xem trên phần trang bị nhá. Anh Hạnh Phúc Lăng Thai có bảo là chơi dòng game chiến thuật thì nên có trong đội hình 1 đến 2 tướng lần cuối tanh thật khỏe, một đêm chính, một đêm phụ, hai support hỗ trợ thì tin rất là khỏe. Đấy là em đếm là 2, 3, 4. Đây là đội hình của anh có nhiều hơn 4 người đúng không? Nhưng mà với đội hình 4 người như thế này nhá, thì em tăng chọn là một tanh khỏe nhất định tăng là cuối chủ này. Xong rồi công ở đây ấy, thì là em đang chọn là công mà cũng có máu khỏe, em đang chọn quan vũ này, phép thì là chú du này, còn phụ trợ thì là khoa đả đó, đủ 4 vị trí rồi. Thế theo mọi người là em nên để công làm chủ soái hơn hay là để tướng phủ làm chủ soái hơn? Em mọi người có thể tham mưu cho em một chút được không ạ, là em nên để công làm chủ soái hơn hay là em nên để tướng phủ làm chủ soái hơn ạ? Em rất là phân vân về cái chuyện đặt ai làm chủ soái nhá, tại vì là như nào nhỉ? Theo chấp nhận được. Trời ơi, phải bắt đúng thời cơ nhá. Đó, ok, đi ra xem phần đấy một chút chị ơi. Phần là thần minh. À, quay lại cái chuyện là đội hình đang nói rồi, là em thì vẫn nghĩ là xếp đội hình từ 1 đến 4 thì cái người đi đầu tiên sẽ là để tướng thủ cho nó khỏe nhất đúng không? Thế nhưng mà cũng nếu mà để tấn công đầu tiên thì cái sức sát thương nó tăng cho cả đội ấy. Thế là em phân vân lắm, đây là đợi mọi người ở đây trả lời. Quan Vũ châu bỏ sẵn rồi nhưng đổi con hứa chủ lấy thêm một công nữa thì hay hơn. Đúng rồi đấy, mọi người như chị thường chị sẽ là tăng trước này, xong rồi đến tướng sĩ, sau đó đến AD đấy, kiểu đánh chia đường đánh như thế. Cho xem phần cường hóa rèn trang bị đi. Ok ạ, à, đợi em một chút nhá, đợi chị Ngọc sẽ đi qua cái map này rồi chúng ta sẽ đến phần đó ha. À sai rồi, Quan Vũ nhưng mà up đâu dễ không quan. Em bật mí nhỏ nhá, là Quan Vũ mọi người có thể nhận được trong một vài hoạt động in game ở đầu game, cái này là chắc chắn. Nào cường hóa, em có thể bật mí một chút thôi, chắc chắn là mọi người có thể nhận được Quan Vũ với một vài hoạt động in game ở đầu game luôn. Cho xem phần trang bị. Ok, chúng ta sẽ đến với hệ thống thần binh. Ở đây ấy, thì em ấy chỉ có một ít thần binh thôi, nó hơi hơi tiếc một chút. Ôi, nếu mà mọi người hãy like và chia sẻ cái bài livestream này đi, ngày mai em sẽ up một bài về hệ thống thần binh của Vô Cực Tam Quốc cho mọi người xem ở trên fanpage. Ok không ạ? Nhá, thì mỗi ok xem tạm cái này vậy. Mọi người có biết kiếm liệt thiên là của ai không? Em cũng chưa biết. Đây là đi đến đây, đi đến đây này, phần đây mua bằng công huân. Đó, mọi người sẽ mua bằng công huân nhá. Đó, thấy không? Đây là hệ thống shop công huân này. Shop công huân này thì nghe tên là mọi người đã biết là nó sẽ có liên quan dính dáng một chút đến quân đoàn phải không ạ? Đó. Đây. Thì cái hoạt động quân đoàn nhá, hoạt động quân đoàn, hoạt động bang chiến của Vũ Cực Tam Quốc cũng rất là đặc sắc. Ngay từ ngày thứ 5 là đã có cái đua top bang hội rồi. Nên là ngay từ bây giờ mọi người hãy mau chóng là tụ tập anh em và hãy lập lên bang cho mình, để sẵn sàng đến ngày 20 thì mình khai mở ấy, mình chỉ lao vào chiến và bang anh em đồng lòng là đập hết lên server luôn. Và các anh mà lập bang thì hãy cho Sam Sam và Minh Ngọc vào nhé. Em suốt ngày bị hắt hủi. Mọi người còn hắt hủi em luôn, em bảo mãi rồi. Bang Infinity em bảo là ôi cho em vào bang đi, xong rồi mọi người bơ 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 không nói năng gì cả.
xong có băng reality của anh Tính đúng không nhỉ? Sao anh cũng bảo là chen vào băng với. Không, mọi người bảo là sao tận phải đi làm thôi, không chơi với tham gia. Đấy, thế là kiểu giống chị, kiểu không hoạt động được đầy đủ đúng giờ, thế là bị kích băng. Nhưng mà như em nói ấy nhá, là mình nếu đừng lo về cái chuyện là mình không đi bot được đúng giờ mà mình có thể gọi bạn mình đánh hộ. Đó, đã nhớ ra chi tiết đấy, rất là hay ho. À, bạn hiểu không ạ? Đã không lấy tanh thì thôi, nhưng mà phải có hai búp. Tại sao ạ? Em nghĩ là một đội hình phải vừa có công, vừa có búp, vừa có phép, vừa có tanh là ok. Và em vẫn không hiểu cái chiến thuật này lắm. Nhưng hôm nay học thêm một chiến thuật mới. Đã cảm ơn mọi người. Thân nếu để chủ soái là bổng. Tướng công thì khỏi cần tướng tanh mà chọn ba công một búp để cho khỏe. Sẽ không vẫn cần tướng tanh để đỡ đòn nữa phải không ạ? Bên này. Đó. À, lúc nãy em có nói qua được hoa đào rồi, bây giờ cho mọi người trời đã sinh ra chú, sao còn sinh cái chỉ số sức mạnh cũng như là khả năng của hoa đà nhá. Mọi người muốn hỏi gì em thêm không ạ? Bác yên tâm đi, game này không cần mua vẫn sống khỏe. Hình thì đi hoan nghênh sao mà. Nhưng mà em bảo là cho em vào với chả ai add em vào nhóm chat cả. Trong khi em biết nhá, vừa có là group riêng rồi, mấy trăm người liền. Xong rồi á, có cả nhóm chat riêng vui ơi là vui. Thế xong rồi người ta bảo là cho người ta vào với thì á, kêu với là người ta không chơi với người ta. Buồn ơi là buồn ý. Thế thì không biết là có bạn nào chứa mình được không nhỉ? Từ lấy là sao hoan nghênh quá, buồn quá. Đâu em đi hoan nghênh đâu. Có ai có thể chứa mình được không? Mọi người lưu ý nhá, em nói với mọi người rồi ý, là khi mà mình cào game nhá, là mình đã có ngay hoạt động đua top bang rồi. Và hoạt động đua top bang này thưởng rất là lớn, lớn lắm. Đó, nha mọi người hãy mau mau anh em hãy tụ hội đi. Để lập bang đi, xong rồi chúng ta đua top bang ha. Nào, được đi một chút nào. Nhìn nhá, là như em vừa nói đấy, đây là một tướng phụ trợ rất là xịn của Vô Cực Tam Quốc. Mọi người thì vẫn nghĩ là điêu thuyền thì thường là tướng búp khỏe nhất trong mỗi game đúng không? Đây, em thường thấy mọi người hoa là ta-da. Màu xanh thì biết ngay hệ thủy. Mình đi một chút vào kỹ năng đội trưởng. Khi mà cho hoa đà làm đội trưởng thì khả năng thủ toàn đội tăng lên 10%. Thì đây là một tướng phụ trợ mà, đây là thủ là đúng rồi. Tiếp theo nhá, kỹ năng tất sát nào. Chị thương toàn bộ tướng đồng đội tạo hiệu quả, chị thương lên tận 280%. Đó, trước ấy thì em vẫn nghĩ là điêu thuyền là cái bình máu di động. Bây giờ hoa đà thì phải nói lại x2 luôn, bình máu x2 luôn này. Cộng thêm 15 công, tức là nhá, vừa úp máu nhá, vừa thủ nhá, lại có khả năng công nữa. Chị tăng sát suất đến 5% sát thương và đồng đội giảm tỷ lệ. Wow. Và giảm tỷ lệ thương sát thương đến 8 giây. 8 giây cũng là một số thời gian rất là lớn đấy. Tức là chỉ nhìn qua nhá, mọi người chỉ cần nhìn qua thôi là đã thấy là khả năng thủ là cũng lớn rồi này. Tăng khả năng thủ cho toàn đội này, rồi tăng sát thương này, rồi lại còn múc cả máu nữa. Chị cấp cứu HP nhưng 80% này. Chị đang có suy nghĩ là ví dụ như là xây hẳn cái đội hình mà đằng trước là toàn là tanh, xong rồi để họ đả dưới thì thế nào? Chắc là sẽ đánh lâu hơn nhưng mà chắc là vẫn thắng. Thế tướng công này, anh ấy phải có tướng công rồi nữa chứ. Đúng không ạ? Mọi người thấy ý kiến của Minh Ngọc thế nào? Một thủ hai công một múp, thấy chưa? Một thủ hai công một múp. Công đánh nhanh hơn em ơi. Công làm chủ soái nhưng mà... đúng rồi. Tướng công nên làm chủ soái, đúng rồi, đúng rồi. Em rất đồng ý với Khánh luôn nhưng nhá. Nhưng mà chỉ có Quan Vũ mới được. Tại sao ạ? Tại vì Quan Vũ nhá, công khỏe, tướng công đúng rồi. Nhưng mà cái khả năng chịu đòn, đỡ đòn rất là cao cùng với cả máu nữa. Nên là Quan Vũ thực sự là để làm chủ soái là một cái biện pháp an toàn, hiệu quả. Và em rất là đề cao phương án này. Rồi mọi người có biết không tại sao không? Tại vì nhá, mọi người phải chú ý đến cái kỹ năng đội trưởng ý. Game mình là thành bại tại chủ soái mà, thì chọn chủ soái là đi theo cái người đội trưởng, cái hợp kích cuối cùng là cũng đi theo người đội trưởng luôn. Đó, nên là chọn chủ soái rất là quan trọng. Thế em hỏi nhá, nếu như mà được chọn một tướng làm chủ soái thì mọi người sẽ chọn tướng nào? Mọi người có thể cho em gợi ý đúng không ạ? Quay tướng cho xem đi em. Hãy dạy yêu cầu 5 lần rồi to. Nhưng mà em thì chưa đủ ngân lượng để quay tướng ý. Anh ơi em chưa đủ ngân lượng để quay tướng cơ. Muốn vào quay tướng thì sẽ phải vào tử quán. Nào đi uống rượu luận anh hùng. Có tư mà ý nhá.
Nhưng mà từ từ rồi em sẽ test cho mọi người xem. Sau đó mọi người có thấy không ạ? Đây là cái giao diện của phần từ quán này. Sẽ có hai cái là có thể chiêu mộ thường và chiêu mộ tinh anh ạ. Khi mà chiêu mộ tinh anh nhá thì mọi người sẽ quay được ra từng S này. Đó, nhưng mà có một cách rất là đơn giản nữa để mọi người lấy từng S nữa. Mọi người biết là gì không? Cực kỳ đơn giản luôn. Thề. Thề luôn ấy. Nạp đầu. Nạp đầu là tặng gì? Nạp đầu là tặng lưỡi mông. Một siêu, một từng S rất là xịn luôn của nước ngô. Mà bây giờ nhá, bây giờ em được biết nhá là Vân Nhi đang có tổ chức một cái sự kiện ở trên fanpage ạ. Tức là mọi người thay khung avatar của Vô Cực Tam Quốc, xong sau đó báo danh và tag ba người bạn của mình tại cái phần sự kiện đấy. Thì Vân Nhi nhà chúng em sẽ gửi tặng fan card cho mọi người. Tức là vừa tặng mọi người fan card của mọi người nạp game ngày 20 này. Xong khi nạp cái game xong là mọi người sẽ lấy được quà nạp đầu là lưỡi mông này. Xong loạn thế xúc anh hùng. Ôi, nhiều người thích thành công lắm đấy. Đó nhá, thấy không? Thì còn ra được rất là nhiều bảo vật nữa. Mua thành công rất nhiều kìa. Nhá mọi người lưu ý nhá. Em vừa gợi ý cho mọi người một cách rất là xịn để lấy được tướng ghét. Đó là hãy nạp đầu. Nạp ra được tặng lưỡi mông. Đúng rồi đó. Và cái sự kiện nạp đầu này thì là hiện tại ở trên fanpage Vô Cực Tam Quốc đang có sự kiện là thay khung Ava và nhận phân cát. Mọi người cần thay khung Ava theo hướng dẫn của sự kiện, sau đó vào cái phần đó báo danh là bạn Vân Nhi, bạn ấy sẽ lọc ra những người chơi may mắn và gửi tặng phân cát qua inbox cho mọi người. Đây là lưỡi mông ạ. Đây là lưỡi mông là tướng được tặng khi mà mọi người nạp đầu. Tướng ghét rất là xịn luôn đấy, không phải là tướng ghét bình thường đâu nhá. Tướng ghét cực kỳ xịn luôn. Với cái giai đoạn đầu game và cho những người nông dân chăm chỉ cày sâu cuốc bẫm với sát thương 550%. Thì đây là một tướng rất là xịn đấy. Nhìn tạo hình ấy còn thần bí nhá, lại còn đeo mũ, à đội mũ nhá, đeo khẩu trang. Thanh gươm thì phát sáng. Trời ơi, em bị dựng tóc gáy, sợ ấy. Mọi người thường nghĩ là ngày xưa mọi người nghĩ là tướng ngô yếu đúng không? Mọi người nghĩ tướng ngô rất là yếu. Bình thường nhá là team ngô thì... team ngô nhá, thì bị nhận xét là rất là yếu về mặt công, về mặt gây sát thương. Em thấy game nào mọi người cũng nói là team ngô rất là yếu. Nhưng mà riêng với Vô Cục Tam Quốc nhá, cả Chu Du và cả Lã Mông thì đều đập tan luôn cái định kiến đấy. Vì đây là hai tướng có lượng sát thương cực khủng luôn. Rất là khủng luôn, đặc biệt là Chu Du ấy. Và khi mà Chu Du và Lã Mông lại còn có cả duyên phận với nhau nữa, thì em nghĩ là một cái phương án an toàn và thông minh và cũng gia tăng cái sức mạnh của toàn đội hình là nên kết hợp Chu Du và Lã Mông. Đó. Đấy mọi người nhìn nhá, nhìn này, cái duyên phận này. Cho mọi người xem một chút duyên ha. Mà lưu ý nhá, không cần là phải trang bị cả nguyên cái đội hình này lên đội hình đâu, chỉ cần sở hữu một trong bốn tướng này thôi là đã được kích duyên rồi. Em xem nào. Danh tướng một thời là có Lã Mông, Ngụy Diên này, Hạ Hầu Đôn, Trình Phổ. Chiêu mộ công thủ thủ kỹ, HP tăng 15% nhá. Hết lòng phụ tá là đi theo Tôn Quyền, chiêu mộ công tăng 15% luôn. Đó. Và như lúc nãy em bảo là tại sao nên để Chu Du với Lã Mông ấy, tại vì là cùng một team ngô mà đúng không? Cùng một team ngô sẽ có cái này rất hay này. Bỏ ra em nhiều một xíu. Đây này, bồi dưỡng nhá. Nhìn thấy không? Có bát trận đồ. Bát trận đồ. Đó, mọi người thấy không ạ? Đó, nếu như mà đi theo cùng một team nhá, cùng một quốc gia nhá, ví dụ là có Lã Mông này, Chu Du này nhá, thì sẽ đi vào cái chỗ, chị đi vào cái chỗ Tôn Ngô cho em một chút. Đó. Thì cái HP sẽ được tăng lên này. Mọi người nhìn thấy không? Là những tướng HP đi cùng ấy, những tướng Ngô ấy. Tướng Ngô. Ừ đấy. Những tướng Ngô đang tăng HP lên. Và khi mà mọi người build toàn bộ cái team Ngô thì những cái chỉ số ở đây ấy cũng tăng lên. Đó. Chị thử cho em thêm một team Ngô nữa vào đây nào. Thanh Long xuất. Chị để đội hình của Chu Du cho. Đấy đúng rồi, thế nên là công, à thế nên là máu đang tăng đấy. Mình đang thiếu, ở đây là mộng. Đó. Chà. Ờ đừng để Lã Mông, để Lã Mông đầu cũng được. Em nghĩ là để Hứa Chửi đầu hợp hơn. Đó, chuẩn rồi, chuẩn bài. Hai công, một tanh, một búp. Mọi người thấy sao ạ? Em để team này ok không?
Lữ Mô Nhung giống sát thủ, đúng rồi, người ta là sát thủ đi Mô mà. Anh ấy cũng khen trên MV là trai nhất kìa. Mọi người có nhớ cái sự tích gì nhỉ? Áo trắng qua sông, bạch y lộ ra không ạ? Đó là mong của chúng ta đấy. Nên là không hề nha, tướng năm đầu nhưng không hề như mọi người nghĩ là tướng cuối đâu. Tướng S thần hoi và lực sát thương vô cùng lớn. À, cái điển tích đấy còn hạ cả Quan Vũ còn gì. Vâng ạ. Cái nhá, Lão Mông có một cái rất là hay là không những lực sát thương của nó lớn nhá, mà khả năng thủ của nó cũng không phải là tồi. Kẻ đầu trắng, đó, đây này, nhìn thấy không? Khách, áo trắng sang thủ sông. Kỹ à? Đây này, chị phải đi vào đây co. Ba ngàn đào khách, áo trắng sang sông. Đây, đây là một tướng công vật. Đó. Thế bây giờ là mình đang dùng một tướng công vật này đi về các một tướng công phép này, bút vào một tanh, chuẩn, chuẩn bài. Em nghĩ cái đội hình này là đội hình hoàn hảo. Mọi người có đồng ý với em không ạ? À đấy, em quên mất không giao lưu mọi người. À mọi người muốn xem đúng không? Sát thủ đúng không? Sát thủ đúng không? Sát thủ thật mà cần lưỡi hái mà nhìn là đã biết là rất là gì rồi đúng không? Rất là xịn sò rồi, đánh nhau là chết luôn. Bạn Phạm Thanh Nam có bảo là Hoa Đà đã trốn nợ của Thái rồi. Không, Hoa Đà sao trốn nợ của Thái? Hoa Đà ngày xưa là danh nghi ấy, xong rồi bây giờ ấy, được Hoa Đà lắm, kiểu bút tiền lên đó. Đâu, bây giờ kiểu bị xuyên không về, xong rồi qua Vô Cực Tam Quốc bị chuyển qua Thái thành hoa hậu luôn, hoa hậu búp luôn. Có Tư Mã Ý nhá. Ok, anh chọn Tôn Sách và anh cũng chọn Triệu Vân. Anh sẽ cho xem Triệu Vân nhá. Cho xem Triệu Vân. Có một cái rất là hay là khi mà để Triệu Vân Hoa Đà đứng cạnh nhau thì nó cực kỳ đẹp. Team cực kỳ đẹp luôn về mặt giao diện ấy. À chắc chúng ta sẽ xem nốt lên tướng Triệu Vân và sẽ đi tiếp một phó bản nữa nhá. Bây giờ cũng hơi muộn rồi. Bão thì đang về. À chúng ta sẽ cố gắng đi nhanh phần này ha. À mọi người có thích Triệu Vân không ạ? Em nghĩ là rất là nhiều người mà team Thục thì sẽ cực kỳ thích Triệu Vân. Triệu Vân luôn luôn là một trong những team Thục, một trong những tướng Thục ấy được hâm mộ nhiều nhất và được yêu cầu được test nhiều nhất. Hiện tại có fangirl và fanboy. Anh có một team fangirl và fanboy. Vì là hiện tại là Triệu Vân và Quan Vũ là một trong những tướng công rất lớn, có cái sức sát thương lớn mà cũng mà nhìn là biết mà, nhìn cool ngầu là biết mà. Đi build team Thục với Vô Cực Tam Quốc là cực kỳ ok. Chúng ta build thử team Thục nha. Nếu mà kiểu ham đánh nhanh thắng nhanh ấy thì build team Thục với Triệu Vân Quan Vũ là ok. Nhưng mà em vẫn thích là có dùng cả công phép như kiểu dùng cả Chu Du ấy, với cả thêm cả búp vẫn cho an toàn. Em thì lại là đứa thích an toàn cơ. Nên là em muốn dùng tinh ngô như thế này. Chúng ta không build được gì chưa, đang chưa có đồ Triệu Vân. Ok thì chúng ta sẽ ngắm qua Triệu Vân vì lần trước là em cũng test Triệu Vân nhiều lắm rồi, lần nào cũng test Triệu Vân. Mọi người nhớ Đình Long không? Đình Long không thích Triệu Vân vì Đình Long bảo là Triệu Vân nó có cánh của Victoria's Secret. Anh ấy đeo đây là đeo rồng đấy chứ nhờ. Đúng rồi đó. Nhìn đẹp đúng không? Nha, mình nhìn qua một chút về cái khả năng nhá. Về chị Ngọc kéo giúp em một xuống một chút ạ. Về cái kỹ năng đội trưởng thì là sát thương toàn đội tăng đến 10%, thì đúng như kỳ vọng thì đây cũng là một tướng công có lực sát thương rất là lớn. Điểm qua một chút về cái phần những kỹ năng đơn giản như thế này, em xem nào. Giữ một chút thì sẽ thấy nào. Đây nhá, cái Lôi Long Vũ thì cái sát thương lên đến tận 450% và lên eo 30 công, làm choáng tướng trong 3 giây và tạo hiệu quả long đảm. Tốc độ đánh lên đến 30%, di chuyển 30%, tăng 30% trong 8 giây nữa, eo ơi, siêu khủng, khủng bố thật. Anh này làm chị nhớ đến anh Triệu Vân của chị trong Liên Quân, cũng kiểu gây choáng, xong rồi công sát thương gây choáng luôn trong 3 giây. Đúng rồi đấy. Cũng có tốc độ di chuyển nhá, bút lên rất nhanh. Tức là nếu như dùng Triệu Vân trong đội hình nhá thì đánh nhanh thắng nhanh. Thế nhưng cũng phải trang bị cho Triệu Vân một tướng tanh khỏe khỏe nữa thì là cho chuẩn bài. Cái phần duyên tướng nhá thì là đúng như trong sử sách thì là Triệu Vân thì sẽ có duyên với cả Ngũ Hổ Tướng ạ. Ngũ Hổ Tướng có ai mọi người có biết không? Có Quan Vũ đó. Đó nên là chúng ta nên build cả Triệu Vân với cả Quan Vũ. Thế ra đi Triệu Vân với Quan Vũ vẫn là một cái phương án hay mà hợp lòng dân, hợp lòng người. Nhà sau này sẽ đi team Triệu Vân Quan Vũ. Và chúng ta vẫn thiếu một tiếng búp đúng không? Hoa Đà, em luôn luôn nghĩ Hoa Đà vì tạo hình đẹp xinh và nó lạ ấy.
Với cả chị cũng nghĩ là hoa đào sẽ hợp với team thủ hơn là team ngô. Nếu mà theo sử sách. Không, thực ra bởi vì nghĩ sao ạ? Nhưng mà thực ra nhá, em nghĩ thấy là nhá, bản thân em chơi game rồi, là hoa đào đi càng về lâu về sau nữa thì nó vẫn ok. Bây giờ cũng hơi muộn rồi ạ, bây giờ lại đã gần 10 giờ rồi thì có lẽ là cái buổi live stream của chúng ta hôm nay có vẻ sẽ tạm dừng kết thúc ở đây. Thì trước khi ngừng lời nhá, trước khi ngừng lời thì em sẽ ok, trong khi mà em đang giới thiệu mọi người thì chị có thể giúp em là cho xem một vài từng thục và một vài từng ngô về phần tạo hình cho mọi người xem không ạ? Thì mọi người chú ý giúp em ạ. Hiện tại anh Trương Phi. Ok. Hiện tại ạ, có rất là nhiều cách giúp mọi người nhận code này. Đầu tiên là đến trang gc.fantab.vn, ở đó sẽ có một list sự kiện để cho mọi người có thể chọn và mọi người tham gia những sự kiện ở trên fanpage để mọi người nhận gift code này. Có rất là nhiều gift code siêu xịn, ví dụ như bây giờ là có sự kiện là tải game nhận điểm VIP, tức là tải game xong mọi người sẽ nhận được cái gift code đó, khi ra game nhập game vào, nhập code vào thì sẽ tăng điểm VIP này. Có sự kiện là thay Ava và nhận được phân card, khi nhận được phân card thì mình nạp game thì mình sẽ có luôn cả quà nạp đầu nữa, rất là xịn đúng không ạ? Ngoài ra thì còn có rất là nhiều sự kiện để nhận bảo vật nâng cấp tướng, càng về sau thì code càng xịn. Nên là mọi người hãy nhanh chóng lên trang gc.fantab.vn làm theo mọi hướng dẫn trong sự kiện và nhận code ha. Một cách nữa cho tất cả mọi người đã bấm like fanpage vô cực Tam Quốc, đó là tương tác với fanpage qua mục inbox tin nhắn và có thể nhận được code ở đó ạ. Có là code chung và code riêng nhá, chứ không phải là chỉ một code chung đâu ha. Mọi người hãy tin em đi, bọn em vừa mới update cái tính năng đó rồi. Nên là hãy nhanh chóng nhắn tin đến fanpage vô cực Tam Quốc và nhận code, ok ạ. Và mọi người đừng quên là game sẽ mở vào lúc 10 giờ ngày 20 nhé. Mọi người hãy lưu lại những cái code mà bọn mình đã phát ở trên phần bình luận đấy. Vâng ạ. Ngoài ra nữa thì là rất là cảm ơn mọi người trong suốt những ngày tháng vừa qua thì là đã ủng hộ chúng em, đã ủng hộ Vô Cực Tam Quốc. Và Vô Cực Tam Quốc sẽ chính thức ra mắt vào 10 giờ sáng ngày 20 tháng 9 năm 2018. Vâng ạ, hôm nay bây giờ đã là ngày 18 rồi ạ, tức là chỉ còn 2 ngày nữa thôi ạ là game sẽ chính thức ra mắt. Nên là mọi người hãy mau mau lên trang gcfantab.vn cũng như là nhắn tin tới fanpage Vô Cực Tam Quốc để nhận gift code chuẩn bị sẵn sàng cho ngày game ra mắt ạ. Ngoài ra là khi cần bất kỳ thông tin nào liên quan đến game hay hướng dẫn game thì hãy Google ra Vô Cực Tam Quốc và sẽ ra trang chủ của game để đọc hướng dẫn ạ. Hiện tại trong hội quán thì đang có rất là nhiều sự kiện để thành lập bang hội ạ. Mọi người hãy nhớ là chúng ta có cái sự kiện đua top bang rất là xịn khi mà game ra mắt nhá. Nên là hãy nhanh chóng triệu tập 500 anh em và lập bang ha. Ok ạ. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Rất là cảm ơn mọi người đã xem hai đứa chúng em sáng xí từ đầu buổi đến giờ. Và em xin phép chào mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon ạ. Bọn chúng em yêu mọi người rất nhiều. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Chào mọi người và hẹn gặp lại ha. Bệnh này chữa thực